Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 74. Ông lão ấy tựa lưng vào ghế, híp nửa mắt như nửa ngủ nửa tỉnh, chứng tỏ rằng một thời đại mới sắp mở ra. Chẳng phải gần đây có lời đồn rằng người được ông trời chọn lựa sắp ra đời à? Có lẽ trong những thiên tài mới hơn 10 tuổi đã tiến vào huyền bảng kia còn có người được ông trời chọn lựa kia. Cô gái bĩu môi nói, cháu cảm thấy tông môn kia cố làm ra vẻ thần bí, cháu đã sai người hỏi thăm rồi. Bọn họ, dường như đang tìm thánh vật của hoa tộc thượng cổ. Ông lão nhã nhặn đang híp mắt kia bỗng mở to mắt. Một lát sau, ông lão kia từ từ nhắm mắt, lắc đầu nói, không liên quan tới chúng ta. Ồ! Bỗng nhiên, cô gái thốt lên, ông nội, ông mau nhìn kìa. Ông lão nhã nhặn kia lại mở to mắt lần nữa, sao thế? Cô gái chỉ vào một cái tên trên huyền bảng, khó tin nói, ông nội, ông nhìn kỹ danh sách trên huyền bảng tháng này chưa? Ông lão đứng dậy bước tới, mỗi tháng đều thay đổi một lần, trừ phi danh sách có thay đổi quá lớn nếu không cũng chẳng có gì hay. Ông lão cúi đầu nhìn danh sách trên huyền bảng. Cái tên xếp thứ 999. Cái tên này sao thế, ông lão nhã nhặn khó hiểu. Cô gái đỏ mặt nói, ông nội, ông xem kỹ tin tức của người này nè. Ừ. Ông lão nhã nhặn gật đầu, nhìn kỹ thông tin của người xếp thứ 999. Chỉ liếc mắt qua, ông lão đã kinh hãi bật thốt, không thể nào. Xếp thứ 999, 27 tuổi. Tuổi này cũng không có gì kinh ngạc. Mà điều khiến người ta kinh ngạc thật sự chính là cảnh giới của người xếp hạng 999. Thế mà lại chỉ ở cảnh giới chân linh đỉnh phong. Còn người xếp thứ 1077 tuổi, cảnh giới động hư đỉnh phong. Những người xếp sau 1000 đều ở cảnh giới động hư, càng sau càng giảm. Người xếp hạng 998, 81 tuổi, cảnh giới hư vương sơ kỳ. Những người xếp trước 998 đều ở cảnh giới hư vương, càng lên càng cao. Nói cách khác, hạng 999 là một giải phân cách. Nhưng giải phân cách này rất bất ngờ. Cảnh giới chân linh đỉnh phong hả? Cái quỷ gì thế? Cô gái khó hiểu, ông nội, liệu có phải ghi nhầm hay không? Ông lão nhã nhặn lắc đầu, chắc chắn không thể nào, bảng danh sách này là do nhà họ Mạc chúng ta thăm dò thiên cơ mới cho ra được. Nhưng tại sao lại thế? Cô gái vẫn thắc mắc. Ông lão nhã nhặn suy tư vài giây, rồi trầm giọng bảo, chỉ có một khả năng. Tuy rằng tên này chỉ có cảnh giới chân linh đỉnh phong. Nhưng thực lực của hắn lại không thua cảnh giới hư vương. Hả? Cơ thể cô gái hơi run, miệng há to đến mức có thể nhét một quả trứng chim. Ông nội, trên thế giới này còn có yêu nghiệt như vậy sao? Ông lão nhã nhặn chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng. Cuối cùng, ông lão hít một hơi thật sâu, nhìn vào tên người xếp hạng 999, truyền lệnh xuống. Vận dụng tất cả lực lượng của nhà họ Mạc. Tìm kiếm người tu võ tên Diệp Bắc Minh này. Mặc kệ có bao nhiêu người trùng tên trùng họ cũng đều phải đưa đến đây. Cô gái nuốt nước miếng. Cô gái chưa từng thấy ông nội mình hành xử nghiêm túc đến thế. Ông nội, chỉ là một tên cảnh giới chân linh thôi mà, cần làm vậy không? Ánh mắt ông lão nhã nhặn trầm xuống, nếu người này là người được ông trời lựa chọn thì sao? Á! Cô gái hơi run người, ánh mắt đầy sự kinh ngạc, ông nội, lẽ nào có người được ông trời lựa chọn thật sao? Tháng sau sẽ công bố danh sách này, nếu có người nào đó biết Diệp Bắc Minh dựa vào thực lực cảnh giới chân linh đỉnh phong ghi tên vào hạng 999 của huyền bảng thì e rằng cũng sẽ đoán được thân phận của cậu ta. Ánh mắt ông lão nhã nhặn kia hơi lóe, nghĩ ngay kế sách ứng phó, lúc tuyên bố danh sách huyền bảng vào tháng sau hãy tạm thời ẩn tên của cậu ta đi. Mặt khác, tìm được người nọ rồi tính tiếp. Trong di tích Côn Luân hư thượng cổ, Lục Bạch Hạc đang quỳ trên mặt đất. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn hắn ta, nói đi, tại sao các cậu tự xưng là người của Thiên Đạo Tông? Lục Bạch Hạc sửng sốt, anh không biết sao? Tôi hỏi cậu sao cậu lại hỏi tôi? Giọng Diệp Bắc Minh rất lạnh, một luồng khí thức tử vong bao phủ Lục Bạch Hạc, cho cậu một cơ hội cuối cùng sắp xếp lại ngôn từ. Nếu không tôi sẽ siêu hồn. Lục Bạch Hạc sợ hãi vội dập đầu xin tha tội.
Một khi người tu võ bị siêu hồn, nhẹ thì thần hồn tổn thương, nặng thì thành kẻ ngu. Thiên đạo tông ở đại lục Tam Thiên bắt nguồn từ thiên đạo tông ở huyền giới, hoặc có thể nói thiên đạo tông ở thế giới Tam Thiên không phải gọi là thiên đạo tông. Lục Bạch Hạc nói liền một hơi, chẳng qua chỉ là một chi nhánh được người trong thiên đạo tông thành lập không biết từ bao lâu mà thôi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh hơi lóe, chi nhánh này có tác dụng gì? Phong ấn long mạch con giáp của hoa tộc thượng cổ. Tại sao lại làm vậy? Để phòng hoa tộc thượng cổ cho tàn lại cháy. Diệp Bắc Minh hỏi vặn, sao hoa tộc thượng cổ lại bị diệt vong? Lục Bạch Hạc lắc đầu đáp, chuyện này tôi cũng không biết, tôi chỉ biết từ sau khi vị phong hào thần đế cuối cùng của hoa tộc ra đi. Những kẻ cầm quyền của tông môn bỗng nhiên ra lệnh rất nhiều cao thủ xâm nhập lên Côn Luân hư thượng cổ vào lễ tang của thần đế ấy. Hoa tộc bị đánh úp bất ngờ không kịp trở tay, từ đấy về sau bị tổn thất thảm trọng, chẳng bao lâu đã diệt vong. Theo như tôi được biết hình như là vì một thánh vật nào đó của hoa tộc. Diệp Bắc Minh đăm chiêu gật đầu, một thánh vật à? Lẽ nào là tiểu tháp? Nếu hoa tộc thượng cổ đã bị diệt vong sao các cậu vẫn canh giữ long mạch con giáp? Tôi cũng không rõ tại sao, đây là mệnh lệnh của tông chủ truyền xuống, Lục Bạch Hạc lắc đầu đáp. Trông hắn ta không giống nói dối. Diệp Bắc Minh hỏi thêm vài vấn đề. Tiếc rằng Lục Bạch Hạc cũng chỉ là một trưởng lão bình thường ở thiên đạo tông nên cũng chẳng được chạm tay vào bí mật gì. Lúc này, Lục Bạch Hạc rụt rè nói, anh Diệp, xin anh đừng giết tôi. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa phục vụ cho cậu. Giọng Diệp Bắc Minh vô cùng bình tĩnh, tôi không cần ông làm trâu làm ngựa, cậu chỉ cần ký khế ước linh hồn với tôi là được. Anh đã nghĩ ra tác dụng giữ mạng hắn ta rồi. Khế ước linh hồn sao? Nghe bốn chữ ấy, Lục Bạch Hạc biến sắc ngay tức khắc. Một khi ký khế ước linh hồn, sống chết của hắn ta sẽ phụ thuộc hết vào tâm trạng của Diệp Bắc Minh. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép hắn ta có tư cách từ chối. Hắn ta chỉ đàn cúi đầu, gian nan nói, vâng. Diệp Bắc Minh nhỏ một giọt tinh huyết vẽ vài đường phù văn trong không trung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Bạch Hạc thấy thế cũng nhỏ một giọt máu vào đó. Huyết quang sáng rực. Khế ước linh hồn đã hoàn thành. Diệp Bắc Minh nâng tay lên, lấy đâu ra mấy cây ngân châm đâm vào cơ thể Lục Bạch Hạc. Kinh mạch vốn nứt đoạn của Lục Bạch Hạc bỗng thông suốt trong nháy mắt. Không thể nào. Chủ nhân, y thuật của anh, thật quá đáng sợ. Lục Bạch Hạc há hốc mồm. Cho dù là ở huyền giới thì cũng không có kẻ nào nối liền kinh mạch trong nháy mắt được. Diệp Bắc Minh lười giải thích, lấy ra vài viên đan dược. 13 cây ngân châm đâm xuống đúng ngay đan điền của Lục Bạch Hạc. Ngay sau đó, cả người Lục Bạch Hạc run rẩy vì kích động. Đan điền vỡ nát của hắn ta được liền lại ngay khi ngân châm đâm vào cơ thể kia. Đây, đây. Nếu hắn ta trở về thiên đạo tông, nhờ y sĩ có y thuật mạnh nhất tông môn chữa trị thì cũng phải tốn ít nhất 100 năm mới khôi phục được. Nhưng chỉ cần chủ nhân ra tay đã có thể khôi phục cho hắn ta ngay tức thì sao? Lúc này đây, Lục Bạch Hạc phục sát đất. Mình còn tưởng bản thân rơi vào đường cùng rồi, lẽ nào đây là cơ hội ông trời ban cho mình ư? Trời ơi, có y thuật cỡ này là đủ đi ngang ở huyền giới rồi. Cộng thêm võ đạo nghịch thiên của chủ nhân thì sợ rằng đứng trên đỉnh huyền giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lục Bạch Hạc ơi là Lục Bạch Hạc, đi theo trưởng lão thiên đạo tông chẳng biết chịu thiệt hơn bao nhiêu lần nữa. Giàu to rồi, giàu chắc rồi. Trong lúc ấy, suy nghĩ trong đầu Lục Bạch Hạc xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Diệp Bắc Minh nói, đừng vui mừng quá sớm, ông còn nhiệm vụ nữa. Lục Bạch Hạc vội gật đầu nói, chủ nhân, mời anh nói ạ. Đầu tiên, ông lập tức trở về thiên đạo tông, có tin gì cũng phải bẩm báo ngay cho tôi. Vâng. Thứ hai, tìm hiểu tin tức một cô gái tên là Lạc Khuynh Thành của tộc Hỗn Độn, cô ấy là đại sư tỷ của tôi. Tôi muốn biết liệu cô ấy có an toàn ở huyền giới hay không. Thứ ba, dùng hết tất cả lực lượng của ông ở huyền giới tìm cho tôi tin tức về một người có tên là Chủ Luân Hồi. Diệp Bắc Minh dứt lời.
Lục Bạch Hạc suy ngẫm một lát rồi lấy ra một miếng tử trong nhẫn chứa vật. Hắn ta phân tách ra một luồng thần hồn bám vào trên ngọc bội. Rồi đưa cho Diệp Bắc Minh. Chủ nhân, ngọc bội có thần hồn của thuộc hạ sẽ giúp thuộc hạ có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh cất ngọc bội vào, tống Lục Bạch Hạc ra khỏi di tích Côn Luân hư thượng cổ. Lúc này, giọng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc à, báo cho cậu một tin xấu. Bây giờ, trừ phi cậu gặp nguy hiểm tới tính mạng, nếu không tôi không thể ra tay. Càng không thể dùng thần niệm tìm người giúp cậu. Lòng Diệp Bắc Minh chìm xuống, chúng ta đã bại lộ rồi sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời một cách chắc chắn, không khác lắm. Trước khi khiến người của thần giới chú ý, bổn tháp đã nhanh chóng thu khí tức của mình lại, bọn họ không thể xác định được vị trí của bổn tháp. Bây giờ, thần giới đang theo dõi thời thời khắc khắc, nếu bổn tháp ra tay, chắc chắn khí tức sẽ bị phát hiện ngay. Mau mạnh hơn đi, chỉ có mạnh hơn mới bảo vệ bản thân mình được. Diệp Bắc Minh gật đầu đáp, hiểu rồi. Tiếp theo đi đâu? Diệp Bắc Minh nhìn xa xăm, Thiên Cực Môn, đảo Vô Cấu, tìm Long Mạch Con Giáp rồi nói tiếp. Cùng lúc ấy, ở một ngọn núi nào đó ở thế giới Tam Thiên bỗng xuất hiện một khe nứt không gian. Hai cô gái trẻ tuổi, một người thanh niên và một ông già mặc áo xám bước ra. Bọn họ chính là Nhan Như Ngọc, La Vãn Vãn và Chu Thực. Lão già áo xám kia là người hầu của ông lão Thiên Khiếm. Đi theo để bảo đảm an toàn. Ông ta đã đặc biệt áp chế cảnh giới và đến đại lục Tam Thiên. Về tông môn trước, rồi nghĩ cách tìm anh Diệp. Nhan Như Ngọc nhìn thoáng qua bốn phía rồi định rời đi. Từ từ. Chu Thực mỉm cười bước lên bảo, em gái Như Ngọc à, đi đường xa vậy rồi hay nghỉ ngơi chút đi. Nhan Như Ngọc nhướng mày, e dè nhìn thoáng qua lão già mặc áo xám kia rồi mới gật đầu. Mấy người đến bên một dòng suối nhỏ nghỉ ngơi. Nhan Như Ngọc thấy thế bèn đi tới chỗ khe suối, chuẩn bị múc nước rửa mặt. Bỗng nhiên, một luồng khí kình giáng xuống, nước suối cuồn cuộn hắt hết lên người Nhan Như Ngọc. Nháy mắt cả người cô ấy ướt đẫm. Quần áo vốn mong manh nay dán hết vào người cô ấy. Nhan Như Ngọc kinh hãi, Chu Thực, anh định làm gì đó? Chu Thực cười xấu xa, nhanh chóng bước tới chỗ Nhan Như Ngọc, em Như Ngọc à, tôi rất thích em đó. Phong cảnh nơi này non xanh nước biếc, hay là em theo tôi được không? Chỉ cần em theo tôi cam đoan sẽ dẫn em đi tìm anh Diệp của em ngay lập tức. Mắt hắn ta đỏ ngầu, miệng khô lưỡi đắng. Hắn ta nhìn Nhan Như Ngọc chằm chằm như sói đói. Nhan Như Ngọc hoảng sợ, quát to, Chu Thực, anh có biết mình đang làm gì không hả? Nếu tôi nói với sư phụ, lẽ nào anh không sợ sư bá Thiên Khiếm hay sao? Sợ hả? Ha ha ha. Chu Thực bật cười thành tiếng rồi chỉ vào ông già mặc áo xám kia, ông ta là người hầu bên cạnh ông nội tôi, có biết tại sao ông nội phái ông ta theo tôi không? Trước kia, khi tôi chơi đùa với nữ đệ tử của hàng loạt tông môn cũng có vài tên mắt mù tới cản. Là ông ta đã giúp tôi dọn dẹp đấy. Ông già mặc áo xám kia bước lên, chặn đứng đường lui của Nhan Như Ngọc. Thấy thế, mặt Nhan Như Ngọc trắng như giấy. Ánh mắt Chu Thực rực lửa, em Như Ngọc ơi, tôi sẽ dịu dàng mà. Hơn nữa, tôi là người rất có kinh nghiệm, tôi sẽ không để em đau đâu. Hắn ta bước tới, thoát cái đã xuất hiện ngay trước mặt Nhan Như Ngọc. Hai người cách nhau chưa tới nửa mét. Chu Thực nhìn cơ thể ướt đẫm của Nhan Như Ngọc mà hừng hực suýt nữa nổ tung. Nhan Như Ngọc nhìn ánh mắt của Chu Thực, một cảm giác đầy ghê tởm sộc thẳng lên, anh đúng là đồ khốn. Kha kha, tôi còn có mặt khốn nạn hơn đấy, Chu Thực cười đáng khinh. Vút. Bỗng nhiên, một đường kiếm quang vụt tới. La Vãn Vãn rút kiếm xông lên, đồ lưu manh kia, không được đụng vào chị Nhan. Chu Thực nhíu mày, mặt xấu sợ, tôi không có hứng thú với cô, cút đi. Hắn ta tung cú tát vào La Vãn Vãn. Đinh, bảo kiếm của cô ta gãy đôi. Trưởng phong chưa dứt mà đánh bay cả La Vãn Vãn đầm đìa máu ngã nặng nề xuống đất, gắng gượng cách mấy cũng không thể nào đứng dậy. Vãn Vãn. Đôi mắt Nhan Như Ngọc đỏ bừng, chạy về phía La Vãn Vãn.
Chu Thực vươn tay, tóm cổ tay Nhan Như Ngọc rồi kéo cô ấy về. Lão già áo xám thấy thế thì cười đáng khinh nói, cậu chủ, cậu cứ chơi từ từ, lão nô tạm lánh đi trước. Lúc này, Diệp Bắc Minh vừa chạy tới đảo Vô Cấu, vừa dùng thần niệm trao đổi với Tử Long, Thìn Long và Sửu Long. Bỗng nhiên, nghĩa trang trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục cuồn cuộn cuồng phong. Diệp Bắc Minh thoáng nghĩ. Chốc lát anh đã vào trong nghĩa trang. Khung cảnh trước mắt khiến anh ta kinh hãi. Mộ của thần chủ tuyệt thế phát sáng, thần hồn của ông ấy cũng hiện lên, trông vô cùng hối hả. Cả khoảng không trên nghĩa trang cuồn cuộn gió giữ mây đen như tận thế. Diệp Bắc Minh kinh ngạc hỏi, sư phụ, người sao thế? Thần chủ tuyệt thế nhìn Diệp Bắc Minh, mắt đỏ ngầu, đồ nhi, ta cảm nhận được khí tức của con gái mình. Hơn nữa con bé còn đang trong tình thế nguy hiểm. Cái gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt bèn hỏi, sư phụ, người có biết bây giờ cô Nhan thế nào không? Thần chủ tuyệt thế lắc đầu nói, thần hồn của ta quá yếu nên chỉ có thể cảm nhận được khí tức trong phạm vi trăm dặm trở lại thôi. Con bé ở ngay gần đây nếu không ta sẽ không cảm nhận được. Đồ nhi, con phải giúp con gái ta an toàn. Thần chủ tuyệt thế vô cùng kích động, thần hồn vặn vẹo. Sư phụ cứ yên tâm, con sẽ không để cô Nhan có việc gì đâu, Diệp Bắc Minh nói xong thì rời khỏi nghĩa trang. À đàn bà này, cô dám đánh tôi à? Chu Thực nhìn xuống ngực mình. Ở chỗ trái tim có một miệng vết thương trông rất ghê rợn. Ngay khi hắn ta đang muốn xử Nhan Như Ngọc thì cô ấy bỗng rút ra một con dao đâm hắn ta bị thương. Mặt mày hắn ta tối sầm, thi triển một thân pháp kỳ lạ đến bên cạnh Nhan Như Ngọc, bóp chặt cổ tay cô ấy. Đinh, con dao rơi xuống đất. Buông ra. Nhan Như Ngọc giãy giụa. Chu Thực đưa tay lên bóp ngực cô ấy, Nhan Như Ngọc nghiêng người kịp tránh thoát. Xẹt xẹt. Quần áo chỗ bả vai của Nhan Như Ngọc bị xe rách, lộ ra mảng da trắng nõn nà mềm mịn. Chu Thực nóng người, nhè răng tiến lên, em Như Ngọc à, chớ sợ nhé. Đợi khi em tận hưởng được điều kỳ diệu giữa nam và nữ rồi thì sẽ mê cảm giác ấy thôi. Nhan Như Ngọc buồn nôn, cô ấy cắn răng nói, dù tôi có chết cũng không để anh toại nguyện đâu. Cô ấy vung tay ngọc lên nhắm thẳng vào đỉnh đầu của mình. Cô ấy định tự vẫn. Đúng là người phụ nữ mạnh mẽ mà. Ánh mắt Chu Thực u ám, khí tức cảnh giới động hư ập tới. Nhan Như Ngọc hoảng sợ phát hiện tay mình đứng im giữa không trung, dù dùng cách nào cũng không thể hạ xuống. Chu Thực từ từ đi đến bên cạnh Nhan Như Ngọc, hít một hơi thật sâu mùi hương cơ thể của cô ấy, thơm quá. Tránh ra đi, cơ thể mềm mại của Nhan Như Ngọc run rẩy, nước mắt tuôn rơi lã chã. Chu Thực càng lúc càng hưng phấn, ha 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 ha, hét lên đi, dù em có la hét rách hỏng thì cũng chẳng một ai tới cứu em đâu. Cả thế giới tam thiên này đều là phế vật trong mắt tôi đây, vậy ai có thể tới đây cứu em chứ? Dứt lời, Chu Thực cúi đầu định hôn lên đôi môi đỏ mọng của Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc nhục nhã nhắm mắt lại, nước mắt ào ào tuôn ra như mưa. Hu hu hu, không ngờ rằng mình lại rơi vào kết cục như vậy, anh Diệp, anh đang ở đâu chứ? Như Ngọc sau này không có cách nào dùng cơ thể thuần khiết đến gặp cậu, cũng không còn mặt mũi nào gặp cậu. Ngay tại khoảnh khắc mảnh chỉ treo chuông ấy. Rầm. Một tiếng nổ vang lên. Sau đó, giọng nói đầy hoảng sợ của Chu Thực lọt vào tai cô ấy, cậu là ai? Nhan Như Ngọc mở mắt, đúng lúc thấy một bóng lưng đang đứng chắn trước mặt mình. Cơ thể cô ấy nhẹ run. Bóng lưng này rất quen thuộc. Anh Diệp ư. Chủ nhân của bóng lưng ấy từ từ quay đầu lại. Kia chính là gương mặt mà cô ấy ngày đêm mong nhớ. Cô Nhan, tôi tới không muộn chứ, Diệp Bắc Minh mỉm cười hỏi. Mắt Nhan Như Ngọc lấp đầy bởi những giọt nước mắt, vui vẻ nức nở gật đầu, không muộn, anh Diệp tới đúng lúc lắm. Diệp Bắc Minh cởi áo khoác phủ lên người Nhan Như Ngọc, tiếp theo cứ giao cho tôi. Dứt lời, anh nhìn Chu Thực như thể nhìn người chết. Chu Thực cũng phát hiện cảnh giới của Diệp Bắc Minh vậy mà chỉ là một người tu võ cảnh giới chân linh đỉnh phong thôi. Chết tiệt, cảnh giới chân linh đỉnh phong,
phá chuyện hay của tôi, chết đi. Chu Thực nhảy lên, trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm màu vàng. Kiếm khí khổng lồ cuồn cuộn cả trăm mét lao nhanh về phía đầu Diệp Bắc Minh. Nhan Như Ngọc hét lên, anh Diệp cẩn thận đó, thực lực của hắn ta đang ở cảnh giới động hư. Diệp Bắc Minh mỉm cười hỏi, cảnh giới động hư à? Không phải tôi chưa từng giết. Cái gì? Nhan Như Ngọc sững sờ. Lúc này, Diệp Bắc Minh di chuyển, còn chả thèm dùng vũ khí, chỉ vung tay tung quyền. Gầm gừ. Tiếng rồng ngâm rung trời chuyển đất vang lên, sáu con hắc long và một con huyết long lao ra từ phía sau lưng anh. Luồng lực lượng khủng khiếp khiến Chu Thực sợ run người, suýt nữa không cầm chặt kiếm. Đùng đùng đoàng, tất cả kiếm khí tan rã trong nháy mắt. Cả người hắn ta bị thiên thạch va trúng, nện mạnh xuống mặt đất như chó, cậu chính là anh Diệp của cô ta à? Diệp Bắc Minh lười trả lời, định ra tay xử lý Chu Thực. Bỗng nhiên. Súc sinh, cậu dám đánh cậu chủ tôi à? Một giọng nói trầm khàn vang lên. Sau đó, một lão già mặc áo xám lưng còn đứng bên cạnh Chu Thực, móc mấy viên đan dược màu đỏ trong ngực ra. Rồi từ từ đút cho Chu Thực. Sắc mặt Chu Thực khôi phục từ tái nhợt sang hồng hào, hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh với ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, dược nô, phế cậu ta cho tôi, tạm thời đừng giết. Ông đây muốn để tên tiểu súc sinh này cảm nhận một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Còn phải để mọi người chơi chết tiện nhân này, để tên tiểu súc sinh kia nhìn tận mắt, lại không thể làm gì được. Rõ, dược nô lạnh lùng gật đầu. Ông ta chậm rãi lui lại một bước. Dẫm chân xuống một cái. Sau đó phóng tới trước mặt Diệp Bắc Minh như sao băng, toàn bộ khí tức của cảnh giới hư vương đều bộc phát. Giọng nói của Diệp Bắc Minh quanh quẩn trong di tích Côn Luân Thượng Cổ, Long Tổ, sức chiến đấu gấp 10 lần. Gào. Một con huyết long phóng lên tận trời. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh tỏa ra ánh sáng đỏ khát máu. Dược nô sững sờ, tên nhóc này lại có thể áp chế khí tức của tôi. Một giây sau, Diệp Bắc Minh cầm kiếm càn khôn chấn ngục trong tay chủ động xông lên, hung hăng chém một kiếm xuống. Dược nô gào thét một tiếng, tiểu súc sinh, cậu thì tính là cái gì? Dám chủ động ra tay với lão phu ư? Ông ta không có chút ý định tránh né nào, thế mà lại lao về phía kiếm càn khôn chấn ngục. Sau đó nâng một bàn tay khô gầy lên, chụp vào kiếm càn khôn chấn ngục. Không kiêng nể gì cả. Nhưng trong nháy mắt lúc tiếp xúc với mũi kiếm. A! À, bàn tay của dược nô nổ tung, hóa thành một đống máu. Kiếm càn khôn chấn ngục tiếp tục nện xuống, dược nô chết ngay tại chỗ. Chu Thực hoảng sợ nhìn một màn này, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, rốt cuộc cậu là ai? Ánh mắt của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, anh rất thích khiến người ta sống không bằng chết ư. Nếu đã như vậy, anh hãy hưởng thụ cái gì gọi là sống không bằng chết trước đi. Anh đưa tay bắn ra 13 cây kim châm, chui vào trong cơ thể của Chu Thực. Chỉ trong chốc lát, Chu Thực điên cuồng lăn lộn trên mặt đất giống như là như chó điên, giãy giụa, không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn ta cảm giác giống như đang rơi vào trong địa ngục. Lăn lộn trong chảo dầu. Chạy bên trên núi đao. Diệp Bắc Minh không để ý đến người này. Mà là trở lại bên cạnh Nhan Như Ngọc, cô Nhan, cô không sao chứ? Nhan Như Ngọc gật đầu. Cô ta chỉ bị dọa sợ, cũng không có gì đáng lo ngại. Bỗng nhiên, cô ta giống như nghĩ đến cái gì đó, không tốt, củ cải nhỏ. Sau đó nhanh chóng chạy về một phương hướng, phát hiện La Vãn Vãn đang bị thương nặng trong một bụi cỏ. Diệp Bắc Minh đi tới xem xét. La Vãn Vãn nằm trên mặt đất. Hóa thành một người đẫm máu, thoi thóp. Diệp Bắc Minh tiến lên kiểm tra một lát, ngân châm trong tay không ngừng rơi xuống, cuối cùng đã ổn định được khí tức của cô ta. La Vãn Vãn tỉnh lại, chị Nhan. Chị không sao chứ? Tên khốn nạn Chu Thực kia đâu? Hắn ta có làm gì chị không? Đôi mắt của Nhan như ngọc đỏ lên, củ cải nhỏ, sao chị có thể có chuyện gì chứ? Anh Diệp xuất hiện kịp thời. Tên khốn nạn Chu Thực kia đã phải chịu trừng phạt thích đáng rồi. Chu Thực ở một bên đã sớm dọa chết tươi. Vậy là tốt rồi.
La Vãn Vãn nhìn Diệp Bắc Minh bên cạnh một chút, nở nụ cười sau đó ngất đi. Cùng lúc đó, huyền giới, thần thủ cốc. Trong khuê phòng của sư Thái Tĩnh An. Ông lão Thiên Khiếm nhếch miệng cười một tiếng, sư muội, mấy trăm năm không gặp, có nhớ tôi không? Nói cho sư huynh biết mấy năm nay bà có đi tìm người đàn ông khác không? Hô hấp của sư Thái Tĩnh An dồn dập, sư huynh. Ông xấu lắm. Ban đầu là ông bỏ tôi lại, lần này vừa trở về. Lại tới bắt nạt người ta. Mặc dù bà ta đã không còn trẻ nữa, nhưng vẫn còn sức quyến rũ. Ông lão Thiên Khiếm cười nói, tôi còn không phải là vì cháu của chúng ta sao? Bằng không, lão phu cũng lười nhác trở về. Cháu của chúng ta. Sư Thái Tĩnh An sững sờ, thân thể chợt run lên, sư huynh, chẳng lẽ con của chúng ta không chết? Không có khả năng, năm đó con trai chúng kỳ độc, chúng ta đã đi cầu xin danh y khắp cả thiên hạ đều không ai có thể cứu được nó. Bởi vậy tôi mới học y, về sau tiến vào thần thủ cốc, ông cũng rời đi. Ông lão Thiên Khiếm dừng lại, nghiêm túc gật đầu, không sai. Tôi nhờ vào danh nghĩa của một vị cao nhân quỷ cốc, cuối cùng đã bảo vệ được mạng sống của con trai chúng ta. Nhưng mà con trai chúng ta cũng trở thành người thực vật, lão phu bắt một mỹ nữ tuyệt thế đến để lưu lại dòng dõi cho con trai chúng ta. Khoan đã! Sư Thái Tĩnh An hô hấp dồn dập, giống như là nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ? Chu thực chính là cháu trai của chúng ta. Đoán đúng! Ông lão Thiên Khiếm cười gật đầu, thực. Chính là cháu trai ruột của chúng ta. Mấy ngày nữa, nó sẽ có thể gia nhập Huyền Thiên Tông, trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão nội môn. Tương lai của nó cũng không cần chúng ta phải lo lắng. Sư Thái Tĩnh An kích động, quá tốt rồi. Đột nhiên, sắc mặt ông lão Thiên Khiếm biến đổi, nguy rồi. Sao vậy, sư Thái Tĩnh An khó hiểu. Ông lão Thiên Khiếm lấy ra một chiếc đèn ngọc từ trong nhẫn chữ vật. Ngọn lửa đã tắt. Đồng thời trên đèn ngọc đã có vết rạn. Nhìn thấy một màn này, ông lão Thiên Khiếm giận dữ gào thét, không. Thực, chết rồi. Đôi mắt của sư Thái Tĩnh An lập tức đỏ như máu, là ai giết cháu của tôi? Bà ta không chút do dự, lấy ra một cái ngọc bài khắc đầy phù văn, rót chân nguyên vào trong đó. Cùng lúc đó, ngọc bài trong ngực Nhan Như Ngọc đột nhiên lóe lên. Cô ta vừa nắm chặt ngọc bài, bên trong liền truyền đến giọng nói của sư Thái Tĩnh An, Như Ngọc, chuyện gì xảy ra vậy? Thiên Khiếm sư bá của con vừa nói Chu Thực dường như đã xảy ra chuyện rồi. Có phải mấy người gặp phải biến cố gì không? Nhan Như Ngọc giật mình, không nghĩ tới đối phương đã biết. Cô ta ấp úng, một câu cũng không nói nên lời, sư phụ, con. Chuyện này. Sư Thái Tĩnh An nổi giận, nói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nếu như Chu Thực chết rồi, cô cũng không cần sống nữa. Cô hãy chôn cùng với hắn ta đi. Vừa mới biết được tin tức về cháu trai, giờ phút này nếu như cháu trai chết rồi, sư Thái Tĩnh An căn bản là không có cách nào tiếp nhận được. Diệp Bắc Minh nhìn không được lên tiếng, có loại sư phụ nào như bà không? Không quan tâm đến sự an toàn của đồ đệ mình. Ngược lại còn muốn để cô ta chôn cùng một tên dơ bẩn. Giọng nói của sư Thái Tĩnh An trầm xuống, nhóc con, cậu là ai? Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, tôi tên là Diệp Bắc Minh, Chu Thực chính là do tôi giết. Cái gì, Thực Nha đã chết? Trong lòng ông lão Thiên Khiếm và sư Thái Tĩnh An như muốn sụp đổ. Thằng nhãi họ Diệp, lão phu. Ông lão Thiên Khiếm còn chưa nói xong. Diệp Bắc Minh đã trực tiếp bóp nát ngọc bài, thanh âm im bặt lại. Nhan Như Ngọc sững sờ tại chỗ, không biết làm như thế nào cho phải. Diệp Bắc Minh lắc đầu, thân là sư phụ, hẳn phải bảo vệ đệ tử vô điều kiện mới đúng. Sư phụ cô lại vì loại người như Chu Thực mà muốn cô chôn cùng. Loại sư phụ này không nhận cũng được. Nhan Như Ngọc có chút bận tâm, sư phụ đã cứu mạng tôi làm như vậy. Lúc này, mộ địa trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục đột nhiên rung động. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một cái, thần hồn tiến vào bên trong. Tuyệt thế thần chủ nhanh chóng nói ra, Minh Nhi, ta muốn ôn chuyện với con gái ta, chỉ cần con đồng ý. Thần hồn của vi sư sẽ có thể điều khiển thân thể của con trong một chốc ngắn ngủi,
chỉ có như thế, ta mới có thể giao lưu với con gái mình. Vâng. Diệp Bắc Minh đồng ý. Anh nhìn Nhan Như Ngọc, sau đó nói ra, cô Nhan, chuyện xảy ra kế tiếp có thể có chút vượt qua tưởng tượng của cô. Cô sẽ lập tức có thể nhìn thấy bố của mình rồi, tình huống cụ thể, cứ để ông ấy giải thích cho cô đi. Bố của tôi. Nhan Như Ngọc vô cùng kinh ngạc, vừa định hỏi thăm. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh ảm đạm hẳn xuống. Sau một lát, hai mắt anh sáng lên lần nữa, một cảm giác cực kỳ tang thương đánh tới. Ngọc Nhi. Trong cổ họng của Diệp Bắc Minh vang lên một giọng nói khác. Cả người Nhan Như Ngọc run rẩy, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin, anh. Anh Diệp, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Bắc Minh nở nụ cười, giọng nói của tuyệt đại thần chủ vang lên, Như Ngọc, bố là bố của con. Diệp Bắc Minh là đồ đệ của bố, tình huống của bố rất phức tạp, chỉ còn lại một thần hồn đi theo đầu nhi này. Bây giờ là thần hồn của bố mượn nhờ thân thể của cậu ấy để nói mấy câu với con. Cái gì, ông thật là bố của tôi. Đôi mắt Nhan Như Ngọc đỏ lên, thân thể không ngừng run rẩy. Tuyệt thế thần chủ mỉm cười, sau lưng còn có một cái bất hình ngôi sao. Nhan Như Ngọc hoàn toàn ngây người. Cái bớt ở sau lưng cô ta, dù là La Vãn Vãn cũng không biết. Diệp Bắc Minh càng không có khả năng biết. Chỉ có một khả năng, người trước mắt thật sự là bố của cô ta. Nhan Như Ngọc rốt cuộc không khống chế nổi, nhào vào trong lòng tuyệt thế thần chủ. Bố con hai người ôm chặt lấy nhau. Sau một lát, Nhan Như Ngọc ngẩng đầu, bố, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bố thật sự đã chết rồi sao? Tuyệt thế thần chủ mỉm cười, yên tâm, mặc dù bố đã ngã xuống, nhưng thần hồn đang ở một nơi đặc biệt. Chỉ cần có đầy đủ cơ duyên sẽ có thể sống lại. Nhan Như Ngọc gật đầu, vậy mẹ của con đâu? Tuyệt thế thần chủ lắc đầu, bố bị người ta hãm hại, chết ở phía sau núi nhà họ Nhan. Theo lý mà nói lúc ấy mẹ của con cũng ở nhà họ Nhan huyền giới, nhưng con lại xuất hiện trong tinh cung ở đại lục cao võ trong 3000 đại lục. Bố suy đoán, hẳn là mẹ con đã đưa con đến tinh cung. Nhà họ Nhan ở huyền giới. Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, con là người của nhà họ Nhan ở huyền giới. Huyền giới nhà họ Nhan khống chế gần như là hơn một nửa thương hội ở huyền giới, đơn giản là như sấm bên tai. Tuyệt thế thần chủ gật đầu, bố chính là chủ nhân của nhà họ Nhan năm đó, Nhan Thương Nam. Đầu óc của Nhan Như Ngọc vang lên ầm ầm. Sau khi nghĩ lại tất cả lời của bố mình, Nhan Như Ngọc nhướng mày, bố, nếu bố là chủ nhân của nhà họ Nhan, tại sao lại chết ở phía sau núi nhà họ Nhan? Ánh mắt của tuyệt thế thần chủ trầm xuống, bố bị người ta tính kế. Lúc ấy bố đang ở thời điểm quan trọng để đột phá, đột nhiên có 10 người bịt mặt đánh tới chỗ bố đang bế quan. Làm hại bố bị tẩu hỏa nhập ma, vô ý ngã xuống. Nhưng mà bố đã giật được mặt nạ của một người trong đó, chính là em họ của bố Nhan Công Kình. Người này ở nhà họ Nhan cũng không xuất sắc, chỉ sợ phía sau còn có một người khác hoàn toàn. Nhan Như Ngọc cả giận nói, bố yên tâm, nhất định con sẽ đòi lại công bằng cho bố. Tuyệt thế thần chủ mỉm cười, mọi chuyện đều đã qua, chỉ cần con không có việc gì là tốt rồi. Bố! Hai người ôn chuyện một lát. Nhan Như Ngọc vẫn luôn nói về tình hình của mình những năm gần đây, tuyệt thế thần chủ lặng lặng lắng nghe. Không biết qua bao lâu, Nhan Như Ngọc ngẩng đầu, bố, đợi sau khi con tìm được mẹ, người một nhà chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa rời nhau. Trên mặt Diệp Bắc Minh hiện lên một vẻ xấu hổ, cô Nhan, thần hồn của sư phụ đã đi rồi. Giờ phút này, Nhan Như Ngọc đang dựa sát vào nhau trong ngực anh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Nhan Như Ngọc đang giang hai tay ôm lấy eo Diệp Bắc Minh, chôn đầu ở trong ngực anh. Diệp Bắc Minh ôm lấy bờ vai của cô ta. Hai người như là một đôi tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt vậy. A! Nhan Như Ngọc kinh ngạc hô lên một tiếng. Giống như là nai con bị hoảng sợ nhảy dựng lên. Cô ta muốn lui lại. Nhưng bởi vì quá gấp, thân thể mất đi cân bằng, lại ngã vào trong lòng Diệp Bắc Minh lần nữa. Diệp Bắc Minh ôm lấy vòng eo thon của cô ta, một cảm giác nóng bỏng đánh tới.
Gương mặt xinh đẹp của Nhan Như Ngọc trong nháy mắt đỏ bừng, anh Diệp. Tôi, chân của tôi hình như bị trẹo rồi. Cô ngồi xuống, tôi xem một chút cho cô, Diệp Bắc Minh nói. Được. Nhan Như Ngọc gật đầu, yên lặng ngồi xuống. Diệp Bắc Minh cởi giày của cô ta ra, một bàn chân ngọc không tì vết xuất hiện ở trước mắt. Vị trí mắt cá chân có chút sưng đỏ. Diệp Bắc Minh kiểm tra một lát, xương cốt hơi chật một chút, tôi bó xương cho cô là được. Ừm. Nhan Như Ngọc ngượng ngùng gật đầu. Diệp Bắc Minh bắt lấy chân của cô ta, tiện tay uốn éo. Trong chốc lát, toàn thân Nhan Như Ngọc giống như là bị dòng điện xuyên thấu. Loại cảm giác này, cô ta đã từng mơ tưởng vô số lần ở trong mơ. Sau một lát, Diệp Bắc Minh buông chân của Nhan Như Ngọc ra, đã tốt rồi, cô thử một chút xem có thể đứng lên được không. Trên gương mặt xinh đẹp của Nhan Như Ngọc hiện lên một vẻ mất mát, chậm rãi đứng dậy, anh Diệp, cảm ơn, chân của tôi đã hết đau rồi. Diệp Bắc Minh hỏi, cô Nhan, tiếp theo cô có tính toán gì không? Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, trước khi gặp được thần hồn của bố, tôi chỉ muốn biết anh Diệp có an toàn hay không thôi. Bây giờ anh Diệp đã an toàn, tôi cũng yên lòng. Vừa rồi tôi đã nghe bố nói, biết được có khả năng mẹ tôi vẫn còn sống. Cho nên, tôi phải đến nhà họ Nhan một chuyến, điều tra rõ ràng hết mọi chuyện. Diệp Bắc Minh nhướng mày, một mình cô đi chỉ sợ rất nguy hiểm. Không bằng thế này đi, chúng ta đi cùng với nhau trước. Chờ tôi xử lý xong chuyện trong tay, tôi sẽ đến huyền giới với cô một chuyến. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Cô ta cảm kích nhìn Diệp Bắc Minh, anh Diệp, tôi không muốn đợi một giây nào cả. Nếu như là anh Diệp, mẹ mình sống chết không rõ, cậu sẽ làm như thế nào? Diệp Bắc Minh khẽ giật mình, quả quyết trả lời, đương nhiên là điều tra rõ ràng hết mọi chuyện. Cậu yên tâm, tôi lại không phải kẻ ngốc. Nhan Như Ngọc mỉm cười, tôi sẽ đi điều tra dưới tình huống đã bảo đảm an toàn, hơn nữa bố tôi đã nói cho tôi có một chỗ ẩn giấu tín vật rồi. Chỉ cần lấy được thứ đó, tôi đi tìm một vị lão tổ của nhà họ Nhan, nhất định ông ta sẽ giúp tôi. Cô ta suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua La Vãn Vãn. Anh Diệp, làm phiền cậu chăm sóc Vãn Vãn. Diệp Bắc Minh đưa La Vãn Vãn vào trong sơn cốc Côn Lôn Hư. Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh một chút, vừa mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, nhẫn chữ vật của Diệp Bắc Minh lấp lóe ánh sáng. Trong lòng của anh khẽ nhúc nhích, lấy từ đó ra một cái ngọc bội, bên trong lập tức vang lên giọng nói của Lục Bạch Hạc, chủ nhân, tôi đã điều tra được tin tức mà anh muốn tôi điều tra rồi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Tin tức gì? Lục Bạch Hạc nhanh chóng nói ra, chủ luân hồi mà anh muốn tìm, tôi tạm thời không tra được. Nhưng tin tức về Lạc Khuynh Thành của nhà họ Lạc thuộc 10 tộc hỗn độn mà chủ nhân nói, thuộc hạ đã tra được. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, đại sư tỷ của tôi sao rồi? Chuyện này, Lục Bạch Hạc sợ đến mức không dám nói lời nào. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, chẳng lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Lục Bạch Hạc nuốt nước miếng một cái, chủ nhân tôi rất tiếc, đại sư tỷ Lạc Khuynh Thành của anh. Đã chết. Cái gì? Diệp Bắc Minh gào thét một tiếng, 9 con ma long màu đen ma long phía sau anh phóng lên tận trời. Gào. Một giây sau. Toàn bộ bầu trời trên sơn cốc đều biến sắc, tia chớp màu đỏ ngòm hiện ra. Đại não Diệp Bắc Minh trong nháy mắt trống rỗng, con ngươi tràn ngập tơ máu, Lục Bạch Hạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại sư tỷ của tôi làm sao lại chết? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lục Bạch Hạc giải thích, chủ nhân, sau khi thuộc hạ biết việc này cũng cực kỳ kinh ngạc, cho nên đã đặc biệt cho người đi điều tra. Việc này liên quan đến đế tử nhà họ Vạn của 10 tộc hỗn độn, Vạn Càn. Vạn Càn. Trong lòng Diệp Bắc Minh bộc phát ra một sát ý ngút trời. Anh khàn khàn mở miệng, nói ra tất cả những gì ông điều tra được. Nếu như dám giấu giếm một câu nào, tôi sẽ khiến ông chết không có chỗ chôn. Vâng, chủ nhân. Lục Bạch Hạc đã được chứng kiến thủ đoạn kinh khủng của Diệp Bắc Minh, không dám giấu giếm. Nói ra một năm một mười. Thuộc hạ mua được một số người nhà họ Lạc, tra được tin tức cụ thể.
Vạn Càn vẫn luôn ngấp nghé Lạc Khuynh Thành, nhiều lần tỏ tình đều bị từ chối. Nửa tháng trước đó, Vạn Càn lấy thân phận đế tử tạo áp lực, bắt nhà họ Lạc phải gả Lạc Khuynh Thành cho hắn ta. Nhà họ Lạc không dám đắc tội Vạn Càn, lại không dám đắc tội thần đế phía sau nhà họ Vạn, thế là đã đồng ý hôn sự này. Vốn dĩ hôn sự đã được định ra vào đầu tháng sau, Lạc Khuynh Thành cũng bị giam lỏng. Nói đến đây, Lục Bạch Hạc dừng lại. Sắc mặt Diệp Bắc Minh âm trầm đến đáng sợ, nếu hôn sự đã định vào tháng sau, vì sao đại sư tỷ tôi lại chết? Lục Bạch Hạc nói, đêm khuya hôm qua, có thể là Vạn Càn uống nhiều, xâm nhập vào trong khuê phòng của Lạc Khuynh Thành. Tình huống cụ thể thì thuộc hạ không được biết, chỉ biết là một giờ sau Vạn Càn vội vã rời đi. Lúc này người nhà họ Lạc mới phát hiện, Lạc Khuynh Thành đã chết. Chủ nhân, rất có thể sư tỷ của anh đã bị Vạn Càn làm bẩn. Diệp Bắc Minh phẫn nộ hét to, ông im ngay. Vạn Càn, mày thật đáng chết. Hai mắt anh đỏ như máu, chưa bao giờ muốn giết người giống như bây giờ. Ma khí sôi trào. Phía sau là 9 con ma long gào thét. Nhan Như Ngọc ở bên cạnh giật nảy mình. Dù là Lục Bạch Hạc đang ở huyền giới, giờ phút này cũng cảm thấy một khí lạnh vô tận. Huyền giới, tộc hỗn độn, nhà họ Lạc. Trong một thiên điện phía sau, Lạc Vô Tà mặc một bộ đồ tang quỳ trên mặt đất, con mắt đỏ bừng chị. Chị sẽ không chết vô ích đâu. Em thề nhất định sẽ giết Vạn Càn. Cậu ta vừa thốt lời này ra khỏi miệng, lập tức khiến những người khác của nhà họ Lạc đang quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng. Vạn Càn là đế tử. Chỉ dựa vào câu nói này, một khi truyền đến trong tai Vạn Càn, Lạc Vô Tà tuyệt đối chết chắc. Mấy người đang làm gì thế? Khóc sướt mướt ồn ào quá, một giọng nói cay nghiệt vang lên, tất cả mọi người trong điện đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo hoa lệ, ý cười đầy mặt đi tới, lập tức dọn dẹp sạch sẽ nơi này cho tôi, về sau nơi này chính là nhà kho của bản tiểu thư. Một đám hạ nhân tiến lên muốn dỡ bỏ linh đường. Lạc Vô Tà cả giận nói, Lạc Kiều, linh cữu của chị tôi đang đặt ở đây, cô muốn làm gì? Lạc Kiều khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiền ngẫm, người đều chết rồi, còn chiếm đất làm cái gì? Bây giờ bản tiểu thư muốn sử dụng nơi này, cho nên bảo mấy người xéo đi, có vấn đề gì không? Mấy người còn đứng ngây đó làm gì? Ném quan tài của tiện nhân kia ra ngoài cho tôi. Rõ. Một đám hạ nhân tiến lên, trực tiếp phá hủy linh đường. Lạc Vô Tà rút ra một thanh trường kiếm, bảo vệ quan tài của Lạc Khuynh Thành, ai dám tới gần quan tài của chị tôi một bước, tôi sẽ giết không tha. Lạc Kiều nháy mắt. Một người đàn ông trung niên sải bước ra, đứng ở trước mặt Lạc Vô Tà, đừng chắn đường của tiểu thư, cút đi. Đừng đụng vào chị tôi, Lạc Vô Tà quát lên một tiếng lớn. Trường kiếm chém tới chỗ người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Ông ta tiện tay bắt lấy trường kiếm, dùng sức bẻ gãy. Keng một tiếng, trường kiếm gãy thành hai đoạn. Sau đó ông ta đấm ra một quyền, Lạc Vô Tà bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi lên trên quan tài. Lạc Kiều phất phất tay, ném quan tài của tiện nhân này ra bên ngoài. Đám người bên dưới tiến lên. Chị, đừng mà, Lạc Vô Tà còn muốn ngăn cản. Người đàn ông trung niên giẫm một chân lên lưng Lạc Vô Tà, khiến cậu ta không có cách nào động đậy. Ngay lúc hạ nhân nhà họ Lạc sắp xê dịch quan tài đi, một giọng nói đột nhiên vang lên, chờ một chút. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu, chỉ thấy một thanh niên với vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo đi đến. Vạn Càn. Phía sau hắn ta là một lão già trông giống rắn độc đi theo. Mắt tam giác, cái trán nhô lên. Trên đầu chỉ có mấy cọng tóc. Nhìn thấy Vạn Càn, trong nháy mắt Lạc Kiều đã thay đổi sắc mặt. Cô ta chủ động tiến lên, toàn bộ thân thể gần như dán lên trên người Vạn Càn, đế tử, sao anh lại tới đây? Nơi này là linh đường, quá xúi quẩy. Cơ thể vàng bạc của anh, sao có thể tới chỗ như thế chứ? Hay là đến phòng của nô gia sẽ pha trà cho anh để giải tỏa thật tốt. Bốp! Vạn Càn vỗ một cái vào phía sau Lạc Kiều, cực kỳ đàn hồi, bản đế tử có chút việc trước đã, đợi lát nữa sẽ đi tìm cô sau.
đế tử, anh thật xấu. Lạc Kiều dậm chân, không dám cản đường. Tùy ý để Vạn Càn vượt qua cô ta, đi đến trước quan tài của Lạc Khuynh Thành. Hắn ta đưa tay nắm lấy nắp quan tài, bỗng nhiên dùng lực. Răng rắc một tiếng, nắp quan tài nổ tung. Lộ ra dung nhan tuyệt thế của Lạc Khuynh Thành. Cô ấy lẳng lặng nằm trong quan tài, hai mắt nhắm chặt. Ngoại trừ việc không có một chút hô hấp và nhịp tim nào ra thì không khác gì ngủ thiếp đi. Vạn Càn thò tay vào trong quan tài. Chị! Lạc Vô Tà điên cuồng giãy giụa, hai tay điên cuồng cào trên mặt đất, bên trong móng tay đều là máu tươi. Vạn Càn, mẹ nó mày đừng chạm vào chị tao. Địch, địch, địch. Vạn Càn nhướng mày, Huyền lão, bắt cậu ta im miệng đi. Vâng, đế tử. Lão già giống như rắn độc nhếch miệng cười một tiếng, một con rắn nhỏ màu đen bay ra từ trong tay áo. Sau đó cắn lên cổ Lạc Vô Tà một cái, để lại hai cái dấu răng. Trên cổ Lạc Vô Tà nổi gân xanh, hô hấp lập tức trở nên cực kỳ khó khăn, tròng mắt lồi ra. Cả người trong nháy mắt trở nên đen kịt, giống như là mới vừa được vớt ra từ trong đống mực viết vậy. Đám người còn lại của nhà họ Lạc bị dọa đến mức không ngừng lùi lại. Vạn Càn tay tiếp tục thò tay về phía Lạc Khuynh Thành, trong nháy mắt sắp chạm đến da thịt của cô ấy. A! À. Vạn Càn kêu thảm một tiếng, ôm tay lui lại. Hắn ta nhìn chòng chọc vào quan tài của Lạc Khuynh Thành, nổi giận mắng, tiện nhân đáng chết, cho dù đã chết cũng không nguyện ý để tôi chạm thử sao. Huyền lão, xem cô ta cho tôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua lúc hắn ta chuẩn bị bắt được Lạc Khuynh Thành. Ai biết Lạc Khuynh Thành cận kề cái chết mà vẫn không nghe theo, sau khi nuốt một viên đan dược liền biến thành dạng này. Lúc đầu Vạn Càn nghĩ nhân lúc còn nóng. Đáng tiếc, thi thể của Lạc Khuynh Thành lại giống như có gai. Chỉ cần hắn ta đụng vào sẽ như đụng phải kim đâm. Huyền lão híp mắt lại, nhanh chóng tiến lên, đôi mắt già nua tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, đệ tử, trên người phụ nữ này đã bị hạ cấm chế. Cấm chế chưa bị xóa bỏ thì bất kỳ người nào đều không thể chạm vào cô ta. Ánh mắt của Vạn Càn trầm xuống, ông có biện pháp giải trừ không? Huyền lão cười gật đầu, có. Đế tử chờ tôi một lát. Sau đó, Huyền lão cắn nát đầu ngón tay, nhỏ ra mấy giọt máu, lại vẽ hơn 10 phù văn vào xung quanh quan tài. Sau khi vẽ xong một phù văn cuối cùng, tất cả phù văn đồng thời sáng lên. Ánh sáng màu đỏ đầy trời ngưng tụ cùng một chỗ. Một lực lượng cường đại đánh vào bên trong quan tài. Một tiếng pha lê vỡ vụn răng rắc truyền đến. Huyền lão mỉm cười, đệ tử, cấm chế đã giải trừ. Vạn Càn nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng đi đến phía trước quan tài của Lạc Khuynh Thành, con mắt đỏ bừng hướng nhìn vào bên trong quan tài. Tất cả mọi người đi ra ngoài cho tôi, không có sự cho phép của bản đệ tử. Bất cứ kẻ nào đều không được tiến vào. Đám người Huyền lão xoay người rời đi. Lạc Kiều than khóc, đệ tử, chẳng lẽ tôi còn không bằng một người chết sao? Cút! Vạn Càn vung một bàn tay ra ngoài. Lạc Kiều bị dọa đến tè ra quần, lập tức chạy ra bên ngoài đại điện. Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, Vạn Càn nhìn chòng chọc vào thi thể của Lạc Khuynh Thành, vẻ mặt điên cuồng, Lạc Khuynh Thành. Cô cho rằng cô chết rồi là sẽ có thể bảo vệ được cơ thể sao? Người phụ nữ mà bản đế tử muốn, không có bất kỳ người nào có thể từ chối được. Cho dù cô đã chết, bản đế tử cũng muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi. Nói xong, hắn ta liền đưa tay chộp về phía ngực Lạc Khuynh Thành. Cùng lúc đó, một tiếng rồng gầm vang lên. Gào! Vạn Càn khẽ giật mình, cảm giác được một sự nguy hiểm cực lớn. Người nào? Bên ngoài vang lên giọng nói lạnh lẽo của Huyền lão. Một giây sau. Một tiếng vang loảng xoảng thật lớn, cánh cửa thiên điện nổ tung ầm ầm. Trong nháy mắt Vạn Càn quay đầu lại, một kiếm khí huyết sắc đánh tới, trực tiếp rơi vào trên cánh tay sắp đụng vào Lạc Khuynh Thành của hắn ta. Phập. Kiếm khí nghiền ép xuống, cánh tay hóa thành một đống máu tươi, biến mất. A. À. Vạn Càn phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bóng người một thanh niên vọt vào, trực tiếp đụng bay Vạn Càn. Cậu, là cậu. Vạn Càn nhận ra người trước mắt, chính là Diệp Bắc Minh.
Anh cúi đầu, nhìn thi thể của Lạc Khuynh Thành trong quan tài, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Một cảm giác hít thở không thông đánh tới, máu tươi không ngừng xông vào đại não, để ánh mắt anh đỏ tươi như máu. Đại sư tỷ, Vạn Càn chợt quát lên, Huyền lão, giết cậu ta cho tôi. Huyền lão lấy ra một cái phất trần, ra sức co lại, cuốn lên một cơn gió lốc màu đen lao thẳng đến chỗ Diệp Bắc Minh. Nhóc con, dám làm đệ tử bị thương, cậu thật to gan. Diệp Bắc Minh quay đầu, ánh mắt đỏ như máu, giống như là một cái lỗ đen màu đỏ. Mấy người, rất tốt. Thật sự, rất tốt. Dưới cơn giận dữ, tất cả đều lộ ra vẻ bình tĩnh. Gào. Chín con ma long màu đen đồng thời gào thét, đánh về phía Huyền lão. Cơn gió lốc màu đen trong nháy mắt nổ tung, biến mất vô tung vô ảnh. Chín con ma long nhào tới, Huyền lão muốn kêu thảm cũng không kịp, đã bị tại xé nát chỗ. Vạn Càn bị dọa đến mức trái tim gần như nổ tung, Huyền lão là cảnh giới động hư đỉnh phong. Thế mà ngay cả một chiêu của tên nhóc này cũng không đỡ nổi. Hắn ta lập tức xoay người chạy. Mày muốn đi đâu? Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, đưa tay ra túm lấy cổ họng của Vạn Càn, là mày hại chết đại sư tỷ của tao. Lạc Kiều xông lại, chửi ầm lên, tiểu xúc sinh cậu điên rồi, cậu có biết Vạn Càn có thân phận gì không? Hắn ta là đế tử, con trai của Trường Sinh Thần Đế, cậu. Gào. Diệp Bắc Minh cũng không quay đầu lại, chém một kiếm xuống. Một con huyết long nghiền ép xuống, Lạc Kiều hóa thành mưa máu tại chỗ. Một màn này khiến Vạn Càn bị dọa đến mức hồn phi phách tán, cậu Diệp. Ngài, cậu cho tôi giải thích. Đại sư tỷ của cậu tự vẫn, hơn nữa tôi thề, tôi căn bản không chạm vào một sợi tóc của cô ta. Trên người cô ta có một loại cấm chế, tôi còn chưa chạm vào đã bị bắn ra. Diệp Bắc Minh gật đầu, tao biết. Vạn Càn cố nặn ra vẻ tươi cười, cậu Diệp, cậu hãy thả tôi đi. Không ngờ, Diệp Bắc Minh lại giơ tay lên, nắm chặt lấy đỉnh đầu của Vạn Càn. Vạn Càn luống cuống, cậu muốn làm gì? Một cơn đau nhức kịch liệt truyền đến từ trên đỉnh đầu. Vạn Càn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, a. Hắn ta hoảng sợ phát hiện, da đầu cùng da mặt của mình, thế mà lại chia lìa với thân thể. Làn da của mình, thế mà lại bị người trước mắt xé rách xuống tới. Lúc này Vạn Càn đã biến thành một người đẫm máu. Mày cho rằng như vậy là đã xong rồi sao? Giọng nói của Diệp Bắc Minh khàn khàn, nếm thử cảm giác bị rút gân lột ra đi. Không, không muốn. Cả người Vạn Càn run rẩy, điên cuồng giãy giụa, tôi van cầu cậu, tôi là đế tử. A. À. Bên trong đại điện không ngừng truyền đến tiếng kêu cực kỳ bi thảm. 15 phút sau, Vạn Càn đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một bộ da người, một bộ xương trắng. Còn có các loại máu thịt be bét. Diệp Bắc Minh đứng trước quan tài, đôi mắt đỏ bừng nhìn Lạc Khuynh Thành bên trong quan tài, đại sư tỷ, em đã đến chậm rồi. Giọng nói của băng phách vang lên, Diệp Bắc Minh, cô ấy chỉ là phong bế thần hồn của mình, giả chết mà thôi. Cô nói cái gì, băng phách tiền bối, cô nói thật ư, Diệp Bắc Minh kích động hỏi. Giọng nói của băng phách truyền đến, đương nhiên bản tọa sẽ không lừa cậu. Nói thật cho cậu biết, bản tọa chủ tu đạo thần hồn. Nhưng mà cô nhóc này đã ôm quyết tâm phải chết, chắc hẳn đã dùng tam hồn thất phách tuyệt sát đan. Diệp Bắc Minh giật mình. Nghe cái tên này thì có vẻ cũng không phải là vật gì tốt. Tiền bối, sau khi dùng đan này sẽ có hậu quả gì? Băng phách nói, thần hồn sẽ hoàn toàn bị phong ấn trong cơ thể, đồng thời mặt ngoài thân thể sẽ có một tầng sát khí bảo hộ. Cô nhóc này vì để đảm bảo sự trong sạch của mình nên đã dùng một thứ hung hiểm như thế, tính cách đúng là cương liệt. Diệp Bắc Minh gấp gáp, tiền bối, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cứu sư tỷ tôi? Băng phách suy nghĩ một chút, mở miệng nói, sát khí cực âm, cho nên cậu nhất định phải tìm một nơi cực dương. Hút hết toàn bộ sát khí trong cơ thể cô ta ra. Chỉ có như thế mới có thể đảm bảo sự an toàn của cô ta. Cô ta nói bổ sung, Diệp Bắc Minh, cậu chỉ có thời gian 3 ngày, sau 3 ngày, nếu như không hút hết toàn bộ sát khí ra.
thần hồn của cô ta chẳng những sẽ chết đi, mà toàn thân cũng sẽ đen xì hư thối mà chết. Cho đến lúc đó, cho dù là thần tiên tới cũng không có cách nào cả. Ánh mắt Diệp Bắc Minh co rụt lại. Bây giờ đi đâu mà tìm nơi cực dương đây? Anh chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Lạc Vô Tà cách đó không xa, Vô Tà. Anh rể. Lạc Vô Tà chạy tới, vẻ mặt kích động, thật là anh, hu hu hu, chị đã chết. Diệp Bắc Minh nhanh chóng nói, đại sư tỷ còn có một chút hy vọng sống, bây giờ tôi cần tìm ra một nơi cực dương, sẽ có thể cứu được cô ấy. Lạc Vô Tà vô cùng mừng rỡ, chị của em còn có thể cứu. Nơi cực dương. À, anh rể, em nhớ ra rồi, cấm địa tộc hỗn độn. Cấm địa tộc hỗn độn, trong lòng Diệp Bắc Minh hơi động. Lạc Vô Tà gật đầu thật sâu, nói một hơi, cấm địa tộc hỗn độn là một vùng núi lửa, nghe nói là thiên hỏa hạ xuống nhân gian. Trong khu vực đó không có một ngọn cỏ, quanh năm đều bị ngọn lửa lớn khủng bố bao phủ. Nhà họ Giang đứng đầu 10 tộc hỗn độn được xây dựng ở lối vào cấm địa. Chỉ là, anh rể, hôm nay là ngày mừng thọ của chủ nhân nhà họ Giang có rất nhiều khách quý đến. Đám quản lý nhà họ Lạc cũng đều đến nhà họ Giang gần hết, muốn đi vào cấm địa tộc hỗn độn, nhất định phải đi qua toàn bộ nhà họ Giang. Nghĩ tới đây, Lạc Vô Tà trợn mắt lên, anh rể, như thế có gì khác đi chịu chết đâu. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra. Khó trách lúc anh xông vào nhà họ Lạc gần như không có người ngăn cản. Hóa ra đều đi nhà họ Giang chúc thọ cả rồi. Vô Tà, cậu tìm một chỗ trốn đi. Vừa nói xong, Diệp Bắc Minh vung tay lên, một luồng khí cường đại cuốn lấy quan tài của Lạc Khuynh Thành rồi gánh tại trên vai. Anh rể, anh muốn làm gì? Lạc Vô Tà sửng sốt. Đi cấm địa tộc hỗn độn. Anh sải bước ra, biến mất. Chỉ còn Lạc Vô Tà kinh ngạc ngây ngốc tại chỗ. Sau một lát, cậu ta cắn răng một cái, đôi mắt đỏ bừng đi theo sau. Cùng lúc đó, ngoài cửa lớn của nhà họ Giang đông nghìn nghịt khách khứa, đủ loại khách quý ùn ùn kéo đến. Trong cảnh tượng vốn dĩ đang náo nhiệt, một tiếng hô to vang lên. Thánh nữ băng cực cung, Thẩm Nại Tuyết đến. Xung quanh lập tức an tĩnh lại. Vèo, vèo, vèo. Vô số ánh mắt đồng thời quay đầu, chỉ thấy một đám phụ nữ mặc cung trang chậm rãi đi tới. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người người phụ nữ cầm đầu. Một bộ váy dài màu lam che đi hai cái đùi thon dài. Mái tóc dài màu đen nhánh vừa vặn rũ xuống tới vòng eo, càng hiện ra dáng người yêu kiều. Đồi núi chập trùng, đường cong động lòng người. Đặc biệt là khuôn mặt tuyệt mỹ kia, chỉ liếc mắt một cái cũng khiến ánh mắt của người ta phải co lại, hoàn toàn luân hãm. Cô ấy chính là Thẩm Nại Tuyết, trời ơi thật đẹp. Không hổ là mỹ nhân số một tuyết quốc Bắc Phực, băng cơ ngọc cốt, thần thánh không thể xâm phạm. Một người phụ nữ như vậy, rốt cuộc là người đàn ông như nào mới xứng với cô ấy, có người thấp giọng nói. Bên cạnh có người cười khẽ, đừng suy nghĩ nữa, mấy năm nay thế lực của băng cực cung lớn mạnh rất nhanh. Trong mơ hồ đã có lực lượng không hề kém cạnh Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Tông. Mấy người có thân phận gì, có vốn liếng gì, cũng dám mơ tưởng đến một người phụ nữ như vậy. Đám người nghe xong đều xấu hổ cười. Đột nhiên, lão già phụ trách tiếp đãi khách quý của nhà họ Giang kích động kêu to, Thiên Đạo Tông. Dư Khải Đông. Dư lão của Thiên Đạo Tông đến. Ông ta vừa dứt lời, ngoài cửa lớn nhà họ Giang như ong vỡ tổ. Đậu má, dư lão của Thiên Đạo Tông tới. Một giây sau, lão già phụ trách tiếp đãi khách quý lại hô, Huyền Thiên Tông, Nhậm Kiếm Hành, Nhậm lão đến. Trời, hai vị này đều là thái thượng trưởng lão, nhà họ Giang có mặt mũi như thế từ lúc nào vậy? Nghe nói tổ tiên nhà họ Giang đã từng là gia tộc phụ thuộc vào Hoa tộc thượng cổ, sau khi Hoa tộc thượng cổ bị hủy diệt, có người thấp giọng nói. Khách khứa xung quanh giống như gặp quỷ, đều lùi ra ngoài trăm mét như một làn khói. Người kia khó hiểu, sao vậy? Một lão già thấp cuống họng, đậu má, mẹ nó ngươi muốn chết, chúng tôi lại không muốn đâu. Loại chuyện này cho dù là thật hay giả, cậu cũng dám nói lung tung ư? Chưa nói đến việc bốn chữ Hoa tộc thượng cổ là cấm kỵ trong toàn bộ huyền giới. Lúc này,
hai lão già trước ngực có đồ đằng nhà họ Giang đi đến bên cạnh người nói chuyện. Đi một chuyến với chúng tôi. Một uy áp cường đại đánh tới. Sắc mặt người nói chuyện trong nháy mắt trắng bệch, bị hai lão già đưa đi giống như là chó chết. Một việc nhỏ xen vào giữa, cũng không khiến mọi người quá để ý. Tiếp theo. Sư Thái Tĩnh An của thần thủ cốc đến. Ông lão thiên khiếm của sát minh đến. Hai người vừa mới mất đi cháu trai, đôi mắt còn mang theo tơ máu. Hai người chuẩn bị tham gia xong buổi mừng thọ lần này sẽ lập tức đến đại lục 3000 tìm kiếm hung thủ. Một vị quản lý nhà họ Giang tự mình đi lên tiếp đón hai người đi vào. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, cậu cậu là ai? Cậu điên rồi sao? Hôm nay là lễ mừng thọ chủ nhân nhà họ Giang, thế mà cậu lại cõng một cái quan tài đến. Cái gì? Đám khách khứa ở cửa nghe vậy, tất cả đều quay đầu theo bản năng. Vừa nhìn một cái. Ai nấy đều kinh hãi trừng to mắt, miệng hoàn toàn không khép lại được. Chỉ thấy một thanh niên cõng một cái quan tài, đôi mắt đỏ như máu, giống như vừa mới leo ra từ trong địa ngục vậy. Chuyện này, ánh mắt đám người cùng nhau run lên, ai cũng không nghĩ tới lại có người dám cõng một cái quan tài xuất hiện ở đây vào ngày mừng thọ chủ nhân nhà họ Giang. Khung cảnh vốn dĩ đang náo nhiệt. Xung quanh lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Một người đàn ông trung niên dẫn đầu mấy ông lão chen qua đám đông. Hắn ta đè nén lửa giận trong lòng, trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh, người trẻ tuổi, cậu thật to gan. Là ai sai cậu tới đây gây sự? Mau nói cho tôi biết người đứng sau lưng cậu. Hắn ta không tin một thiếu niên mới là cảnh giới chân linh đỉnh phong lại có thể to gan như vậy. Chắc chắn phải có người đứng sau lưng. Dù cho người này là ai thì từ nay về sau, tên đó sẽ là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Giang. Giọng nói của Diệp Bắc Minh bình tĩnh, không có ai ra lệnh cho tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Giang Biệt Ly sửng sốt, đi ngang qua sao? Hắn ta có chút không nói nên lời, người trẻ tuổi, cậu đi nhầm chỗ rồi. Đây không phải nơi cậu có thể tới, hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Chưa từng xảy ra. Làm sao có thể như vậy được? Một khi Diệp Bắc Minh rời đi, anh ta sẽ lập tức sẽ bị nhà họ Giang tàn nhẫn sát hại. Diệp Bắc Minh gật đầu, yên tâm, tôi sẽ lập tức rời đi. Nói xong, anh ta sải bước đi về phía cửa lớn của nhà họ Giang. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người hoàn toàn choáng váng. Giang Biệt Ly sửng sốt trong giây lát. Sau đó phản ứng ngay lập tức, chặn lại Diệp Bắc Minh. Hắn ta đen mặt quát lớn, anh bạn, không phải cậu chỉ đi ngang qua thôi sao? Phía trước là cửa lớn của nhà họ Giang, cậu đi nhầm chỗ rồi. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, không nhầm, tôi chỉ muốn đi ngang qua nhà họ Giang, đi tới cấm địa của tộc hỗn độn. Mày, nói, cái, gì? Giọng nói của Giang Biệt Ly đề cao 7-8 độ, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn ta đã xác định người trước mặt chắc chắn là tới để gây sự. Tiểu súc sinh, con mẹ nó, mày thật to gan. Mày cho rằng nhà họ Giang là chỗ nào? Một cái tát mang theo một loại lực lượng mạnh mẽ ập xuống. Đó là cảnh giới động hư đỉnh phong. Vào lúc mọi người cho rằng, Diệp Bắc Minh sẽ bị một đòn này giết chết ngay lập tức. Anh ta liếc Giang Biệt Ly, giơ tay đấm ra một đòn. Một tiếng ầm, thật lớn vang lên, Giang Biệt Ly bị hất văng ra, đập mạnh xuống đất rồi phun ra một ngụm máu tươi. Giang Biệt Ly, người đã là cảnh giới động hư đỉnh phong, vậy mà lại bị một chàng trai trẻ mới là cảnh giới chân linh đỉnh phong đánh bại chỉ với một cú đấm. Không khí yên tĩnh, quỷ dị đến cực điểm. Vẻ mặt của mọi người đều cứng đờ, nhìn chằm chằm vào thanh niên đang khiêng quan tài. Chỉ có một cô gái che miệng, nói chuyện, ông nội. Sẽ không phải là anh ta chứ? Ông lão bên cạnh nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt nghiêm nghị không nói một lời. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên, tôi đã nói rồi, tôi chỉ đi ngang qua nhà họ Giang, không muốn gây sự. Lần này tôi sẽ tha cho ông. Nếu ông còn dám ngăn cản tôi lần nữa, vậy thì giết không tha. Giọng nói đanh thép, nói năng đầy khí phách. Lời này rơi vào trong tai của Giang Biệt Ly,
quả thật là vô cùng nhục nhã. Hai mắt hắn ta đỏ hoe, gào thét như điên, giết nó, tao muốn giết chết nó, chém thành từng mảnh. Rõ. Mấy lão giả của nhà họ Giang thấp giọng hét lên, một luồng sát khí lạnh lẽo nghiền ép mà đến. Diệp Bắc Minh một tay đỡ quan tài trên vai, tay kia trực tiếp sử dụng kiếm càn khôn chấn ngục. Ngao hống. Tiếng rồng ngâm vang lên. Một con huyết long quét qua, toàn bộ cửa lớn của nhà họ Giang trong nháy mắt đã huyết quang ngút trời, mấy lão giả cảnh giới động hư vừa lao tới đều bị xé sát ngay lập tức. Một màn xương máu nổ tung. Âm thanh gì vậy? Cùng lúc đó, những vị khách ở sâu trong nhà họ Giang cũng nghe thấy tiếng rồng ngâm bên ngoài. Tất cả đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn nhà họ Giang. Giang Thái Hư, gia chủ nhà họ Giang khẽ mỉm cười, chỉ là đám con cháu trong nhà đang đùa giỡn mà thôi, mọi người không cần quan tâm làm gì. Mọi người nghe vậy, sự nghi ngờ trong lòng lập tức biến mất. Giang Thái Hư nhìn về phía hai người, Nhậm Kiếm Hành và Dư Khải Đông, hai vị có thể đích thân đến nhà họ Giang. Đó là vinh hạnh của lão phu. Sau này hy vọng tông môn phía sau hai vị có thể quan tâm nhiều hơn đến đám con cháu nhà họ Giang chúng tôi. Không dám, Nhậm Kiếm Hành khẽ gật đầu. Dư Khải Đông cười nói, lão phu chỉ muốn chiêu mộ một bảng tên gốc để là đệ tử cuối cùng, không biết trong số con cháu nhà họ Giang, có ai có thiên phú cao hay không. Những vị khách khác giật mình. Một người phụ nữ ở phía sau Thẩm Nại Tuyết nhỏ giọng nói, thánh nữ, lẽ nào nhà họ Giang đã liên minh với Thiên Đạo Tông và Huyền Thiên Tông sao? Nếu thật sự là như vậy, điều này sẽ gây bất lợi cho Băng Cực Cung chúng ta. Thẩm Nại Tuyết bình tĩnh nói, chúng ta trước tiên nhìn một chút rồi nói. Bỗng nhiên, ngao hống. Một tiếng rồng ngâm khác vang lên, sau đó là, bùm, một tiếng nổ lớn như động đất xảy ra. Vụt, vụt, vụt. Các vị khách bàng hoàng đứng dậy, có chuyện gì đó không ổn. Đám con cháu nhà họ Giang cho dù có càn quấy thế nào đi nữa, thì cũng đâu thể gây ra ồn ào lớn như vậy. Sắc mặt của Giang Thái Hư tối sầm lại, quát, bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì vậy? Giây tiếp theo, một tên quản gia lộn nhào chạy tới, nói, gia chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Bên ngoài có một thanh niên không biết sống chết, cõng một chiếc quan tài, phá cửa lớn xông vào. Thằng nhóc này còn nói muốn đi ngang qua nhà họ Giang, đi tới cấm địa của tộc hỗn độn. Toàn trường tĩnh lặng. Mặt của Giang Thái Hư tái xanh, một lũ vô dụng, rốt cuộc các cậu làm ăn như thế nào vậy? Ông ta nhìn mọi người xung quanh, chắp tay nói, xin lỗi mọi người, tôi đi xem một chút rồi sẽ quay lại ngay. Mọi người thấy thế, tất cả đều đi theo ra khỏi đại điện. Chỉ thấy toàn bộ không trung của nhà họ Giang đã bị bao phủ hoàn toàn trong màn xương máu. Một thanh niên vác quan tài, cầm trong tay một thanh bảo kiếm cổ xưa đánh tới. Những nơi anh ta đi qua, từng màn xương máu nối tiếp nhau nổ tung. Ma khí sau lưng thanh niên cao ngút trời, chín con hắc sắc ma long cuồng loạn nhảy múa, bất kỳ ai tới gần một chút sẽ ngay lập tức bị giết chết. Giống như sát thần giáng thế, không thể ngăn cản. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Nhậm Kiếm Hành nhíu mày, người này là ai? Lông mày của Dư Khải Đông cũng nhíu lại, tại sao tôi lại cảm nhận được một hơi thở quen thuộc như vậy? Thẩm Nại Tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Anh rể, đợi em với. Anh đi nhanh quá, Lạc Vô Tà chạy theo, thở hổn hển. Dọc theo đường đi, khắp nơi đều là máu tươi. Diệp Bắc Minh vậy mà thật sự giết ra một con đường máu. Toàn thân Lạc Vô Tà run lên vì phấn khích, anh rể, anh thật lợi hại. Một người đàn ông trung niên trong đám đông chạy ra, kêu lên một tiếng, Lạc Vô Tà, cậu điên rồi à? Sao cậu dám dẫn người đến nhà họ Giang gây sự? Sắc mặt của Giang Thái Hư âm trầm, hỏi, Lạc Tam Thạch, bọn họ là người nhà họ Lạc các ông sao? Lạc Tầm Thạch cảm thấy da đầu tê dại, vội nói, gia chủ nhà họ Giang, việc này thật sự không liên quan gì đến nhà họ Lạc chúng tôi. Đây là cặp chị em bị thất lạc bên ngoài, chỉ mới trở về gần đây mà thôi. Tối hôm qua, chị gái của cậu ta bởi vì tu luyện sai lầm mà chết, tôi cũng không biết bọn họ tới đây để làm gì. Một hơi đã phủi sạch tất cả.
Ánh mắt của Giang Thái Hư rơi xuống trên người Diệp Bắc Minh, cậu là ai? Có thù hận gì với Giang Thái Hư tôi sao? Cậu có một chiếc quan tài, đánh vào nhà họ Giang như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Diệp Bắc Minh nói, không thù không oán, tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Anh ta chỉ vào Giang Thái Hư, ông mau tránh ra. Hai chữ cuối cùng rơi xuống đất, Diệp Bắc Minh sải bước đi về phía cấm địa hỗn độn. Kiêu ngạo. Mẹ nó, quá kiêu ngạo rồi. Giang Thái Hư hơi choáng váng, sắc mặt tái xanh, hét lớn, nếu lão phu để cậu đi như vậy, tương lai còn ai sẽ cho nhà họ Giang thể diện gì nữa? Danh con, nếu đã đến đây thì để lại mạng đi. Ông. Một luồng hơi thở ngút trời bùng nổ. Cảnh giới thần vương đỉnh phong. Chỉ còn cách thần đế một bước xa mà thôi. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng cũng hiểu tại sao Thiên Đạo Tông và Huyền Thiên Tông lại có thái độ như vậy. Nhà họ Giang đã có hai vị thần đế trấn thủ, nếu lại có thêm một vị thần đế nữa, vậy thì tổng cộng là ba vị thần đế. Đến lúc đó, cho dù là Thiên Đạo Tông và Huyền Thiên Tông cũng phải nể mặt mấy phần. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, Long Tổ, cho tôi sức chiến đấu gấp 10 lần. Cửu Tiêu, Đồ Long. Bất chấp tất cả, toàn thân đều bùng nổ sức mạnh. Trong chốc lát, huyết quang bùng nổ khắp bầu trời, toàn bộ nhà họ Giang dường như đang chìm sâu trong cơn gió lốc. Giây tiếp theo, huyết quang đầy trời ngưng tụ thành một con huyết long. Giống như giải ngân hà rơi xuống từ trên 9 tầng mây. Giang Thái Hư bị đánh gục tại chỗ, chật vật đâm vào trong đại điện. Những võ giả khác của nhà họ Giang đều lao tới. Khoảnh khắc chạm vào huyết long này thì bọn họ sẽ lập tức hóa thành một màn xương máu. Dưới ánh nhìn sợ hãi của mọi người, Diệp Bắc Minh cõng quan tài trên lưng đi qua con đường đẫm máu. Toàn thân Lạc Vô Tà run rẩy, khập khiễng đi theo phía sau, hai người nhanh chóng biến mất. Đáng chết! Một lát sau, Giang Thái Hư bò dậy từ trong đống đổ nát, tóc tai rối bời gầm nhẹ, tiểu súc sinh này rốt cuộc là ai? Ông ta tóm lấy cổ của Lạc Tam Thạch, bóp nát ngay tại chỗ. Người tới, tập hợp toàn bộ lực lượng của nhà họ Giang đi theo lão phu. Nếu không chém tên súc sinh này thành muôn nghìn mảnh, lão phu không gọi Giang Thái Hư. Ông ta thậm chí không quan tâm đến những vị khách có mặt ở đó, dẫn người của mình đuổi theo. Nhậm Kiếm Hành và Dư Khải Đông liếc nhìn nhau, đi, đi xem. Thẩm Nại Tuyết suy nghĩ một chút, cũng đi theo. Ông Lão Thiên Khiếm thấp giọng nói, sư muội, bà có nghe thấy không? Âm thanh này. Đôi mắt của sư Thái Tĩnh An đỏ bừng, gần như nghiến răng nghiến lợi, tôi nghe được, chính là âm thanh này. Tôi đến chết cũng sẽ không quên. Đây chính là kẻ đã giết chết cháu nội của chúng ta, không ngờ hắn ta lại chủ động xuất hiện. Đi thôi, tôi phải tự tay giết chết hắn ta, ông Lão Thiên Khiếm gầm nhẹ một tiếng, đi về phía cấm địa của tộc hỗn độn. Diệp Bắc Minh đứng ở trước một ngọn núi. Toàn bộ dãy núi dài khoảng 100 dặm, nhưng lại bốc cháy với ngọn lửa cao hàng chục mét. Anh ta đứng cách nơi bốc cháy khoảng chừng 1000 mét đã cảm nhận được một luồng sóng nhiệt cực kỳ kinh khủng ập vào mặt. Đây đã là kết quả sau khi anh ta sử dụng ma khí để chống lại. Nếu là một võ giả bình thường ở đây lâu, chắc chắn sẽ bị nướng chín. Dù vậy, ma khí tỏa ra từ cơ thể của anh ta vẫn không ngừng bốc hơi. Lạc Vô Tà trốn ở sau lưng Diệp Bắc Minh, mồ hôi đầm đìa anh rể. Phía trước chính là cấm địa của tộc hỗn độn. Diệp Bắc Minh ngay lập tức liên lạc với băng phách, tiền bối băng phách, chỗ này có được tính là nơi cực dương không? Giọng nói của băng phách vang lên, đương nhiên rồi. Tôi cũng không ngờ thứ đang cháy ở đây, vậy mà lại là thiên hỏa. Thiên hỏa. Diệp Bắc Minh cau mày. Băng phách giải thích, thiên hỏa từ thần giới rơi xuống. Nếu người dưới đế cảnh chạm vào sẽ lập tức bị đốt thành tro. Diệp Bắc Minh, chỗ này quả thật là nơi cực dương, nhưng cậu có thể đi vào sao? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, tiền bối, có cách nào không? Băng phách gật đầu, có. Tôi có thể làm gì? Diệp Bắc Thần hỏi. Băng Phách nói, vừa rồi ở nhà họ Giang, tôi chú ý tới trong đám người có đệ tử của băng cực cung. Theo suy đoán, thế lực được tôi thành lập năm đó phát triển cũng không tệ.
bây giờ cậu lập tức đi tới băng cực cung một chuyến. Chỉ cần lấy được băng tủy vạn năm mà bản tọa để lại, thì nó có thể giúp cậu bước vào trong thiên hỏa. Ánh mắt Diệp Bắc Minh dao động không ngừng, từ đây đi tới băng cực cung phải mất bao lâu? Qua lại ít nhất cần 3 ngày. 3 ngày, nếu vậy sư tỷ của tôi đã sớm bị sát khí giết chết. Diệp Bắc Minh kiên quyết từ chối. Anh hít một hơi thật sâu, tiểu tháp, ông có thể dùng sức mạnh của mình để giúp tôi tiến vào trong thiên hỏa được không? Giọng nói của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, người trẻ tuổi, bản tháp một khi sử dụng sức mạnh, e rằng sẽ lập tức bị phát hiện. Người từ thần giới đến còn đáng sợ hơn nhiều so với những thiên hỏa này. Ông ta lại đổi giọng, chẳng qua, cậu có cách riêng của mình để chống lại những thiên hỏa này. Tôi có cách nào? Diệp Bắc Minh sửng sốt, tôi có thể làm gì? Tháp càn khôn chấn ngục tức giận nói, người trẻ tuổi, xem ra cậu thật sự bị chuyện của sư tỷ làm cho hồ đồ rồi. Còn nhớ huyền minh lãnh hỏa không? Diệp Bắc Minh chợt tỉnh ngộ, ý của ông là lợi dụng huyền minh lãnh hỏa để tiến vào thiên hỏa. Tháp càn khôn chấn ngục cười nói, huyền minh lãnh hỏa là đại biểu cho cực lạnh của thế giới, cái lạnh của nó còn đáng sợ hơn băng tủy vạn năm nhiều. Một chút thiên hỏa này cũng không thể nào so sánh với huyền minh lãnh hỏa. Diệp Bắc Minh không do dự nữa. Khi anh vung tay một cái, một ngọn lửa màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay của anh. Khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Lạc Vô Tà thậm chí còn rùng mình, anh rể, đây là loại lửa gì vậy? Tại sao em lại cảm thấy khoảnh khắc nó xuất hiện, khu vực xung quanh đột nhiên trở nên đỡ nóng hơn? Có cảm giác lạnh thấu xương. Băng Phách càng kinh ngạc hơn, kêu lên, huyền minh lãnh hỏa. Tên nhóc kia, sao cậu lại có thứ này? Ôi trời ơi! Giọng nói của cô ta run rẩy, Diệp Bắc Minh, chỉ cần cậu đưa huyền minh lãnh hỏa cho tôi sẽ đổi toàn bộ băng cực cung cho cậu. Chỉ cần bây giờ cậu gật đầu, băng cực cung sau này chính là của cậu. Diệp Bắc Minh không có trả lời trực tiếp mà hỏi, tiền bối, ngọn lửa này có đủ để tiến vào thiên hỏa không? Đủ rồi, đủ rồi. Băng Phách kích động trả lời. Làm sao cô ta có thể không phấn khích cho được? Băng Phách tu luyện chính là công pháp thuộc tính băng. Huyền minh lãnh hỏa là thượng phẩm trong băng. Loại đồ vật này, cô ta nằm mơ cũng muốn có. Không ngờ, Diệp Bắc Minh lại sở hữu thứ này. Hơn nữa còn trực tiếp biến thành của mình. Thằng nhóc này muốn nghịch thiên sao? Diệp Bắc Minh rót chân nguyên vào huyền minh lãnh hỏa, ngọn lửa trong nháy mắt dâng trào. Trong phút chốc, tất cả thiên hỏa xung quanh anh ta đã chủ động tách ra một con đường. Giống như sợ hãi huyền minh lãnh hỏa. Diệp Bắc Minh cười nói, thiên hỏa điên cuồng vậy mà cũng sợ hãi trước cái lạnh của huyền minh lãnh hỏa sao? Không do dự nữa, anh nhanh chóng lao vào cấm địa của tộc hỗn độn. Chân trước vừa biến mất, Giang Thái Hư dẫn một đám người chạy tới hiện trường, tiểu xúc sinh kia đâu? Gia chủ, chúng ta chính mắt nhìn thấy tên nhóc đó lao vào cấm địa, một ông lão áo ó lam bước tới, vẻ mặt nghiêm túc. Hai mắt của Giang Thái Hư đỏ hoe, giọng lạnh như băng, ông chắc chắn chưa? Tiểu xúc sinh kia thật sự bước vào cấm địa. Ông lão áo lam gật đầu, đúng vậy thưa giá chủ, tôi tận mắt nhìn thấy. Giang Thái Hư cười mỉa, tiểu xúc sinh này quả thật là ngu xuẩn, đây là thiên hỏa rơi xuống từ thần giới. Bất luận kẻ nào dưới đế cảnh tiến vào đều sẽ biến thành cho bụi. Cho dù là lão phu cũng không dám đặt chân vào trong đó. Tiểu xúc sinh này vậy mà dám xông vào giữa thiên hỏa. Không cần tới 15 phút, tiểu xúc sinh này dù mạnh đến đâu cũng sẽ biến thành cho bụi. Cơn giận trong lòng ông ta đã biến mất 3 phần. Ông ta quay lại nhìn những vị khách đi theo mình tới đây, ông Nhậm, ông Dư, do tôi chiêu đãi không chu toàn, khiến các vị phải chê cười rồi. Kẻ đó đã chết, chúng ta cũng quay về thôi. Nhậm Kiếm Hành và Dư Khải Đông liếc nhìn nhau. Bọn họ lại nhìn về phía cấm địa của tộc hỗn độn một chút rồi gật đầu. Giang Thái Hư chỉ vào đám người ông lão áo lam, quát mấy người các ông tiếp tục canh giữ ở nơi này. Nếu có tình huống gì, lập tức truyền âm báo cáo. Sau đó ông ta mang theo mọi người, xoay người rời đi. Người này lẽ nào cứ như vậy đã chết sao?
vì sao tôi cảm nhận trên người cậu ta có mùi quen thuộc như vậy? Thẩm Nại Tuyết khẽ cau mày, không nghĩ nhiều nữa. Cô ta cũng rời đi theo đoàn người. Ở phía sau đám người, cô gái nhà họ Mạc kinh ngạc hỏi, ông nội, tên kia muốn chết hay sao, vậy mà thật sự tiến vào trong thiên hỏa. Ông lão nhà họ Mạc ngưng trọng nhìn vào chỗ sâu trong cấm địa của tộc hỗn độn, kỳ lạ, tên nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào vác một cái quan tài đến gây chuyện với nhà họ Giang, sau đó lại xông vào cấm địa của tộc hỗn độn chỉ để chịu chết thôi sao? Chỗ sâu trong cấm địa của tộc hỗn độn. Diệp Bắc Minh một tay khiêng quan tài, một tay khống chế huyền minh lãnh hỏa. Trong địa ngục biển lửa, anh ta lại giống như đi vào chỗ không người. Lạc Vô Tà theo sát phía sau, cả người đều sợ đến mức choáng váng, một bước cũng không dám rời. Tiền bối, đến đây được chưa? Cuối cùng, Diệp Bắc Minh dừng lại ở nơi sâu nhất trong vùng cấm địa của tộc hỗn độn. Thiên hỏa ở đây hung hãn nhất, như thủy triều nóng bỏng muốn làm tan chảy ai đó. Băng Phách chậm rãi nói, có thể. Được. Diệp Bắc Minh đặt quan tài của Lạc Khuynh Thành xuống, nhìn về phía Lạc Vô Tà, Vô Tà. Cậu đi đến nơi an toàn trước đi, tôi sẽ cứu chị cậu. Dứt lời, Diệp Bắc Minh trực tiếp dẫn Lạc Vô Tà tiến vào trong di tích Côn Luân Thượng Cổ. Đồng thời truyền âm vào bên trong nghĩa địa, tiền bối Băng Phách, làm thế nào để hóa giải tam hồn thất phách tuyệt sát đan? Giọng nói của Băng Phách vang lên, tam hồn thất phách tuyệt sát đan, đúng như tên gọi. Nó dùng sát khí phong ấn ba hồn bảy vía của đại sư tỷ cậu. Sau khi cô ấy uống thứ này, tất cả sát khí sẽ ngưng tụ trong đan điền của cô ấy, sau đó lan ra tứ chi, xương cốt. Cho nên, nếu cậu muốn cứu cô ấy, thì nhất định phải hút sạch tất cả sát khí trong đan điền. Diệp Bắc Minh sửng sốt, có ý gì? Hút như thế nào? Băng Phách cười nói, chính là ý trên mặt chữ. Hút. Diệp Bắc Minh nghẹn họng nhìn chân chối, tiền bối Băng Phách, cô đang đùa tôi sao? Ha ha! Băng Phách kiêu ngạo nói, người trẻ tuổi, cậu cho rằng tôi đang nói đùa sao? Sát khí đã phân tán khỏi đan điền, dung nhập vào tứ chi và xương cốt, tạo thành một lớp bảo vệ. Lúc này mới có thể giữ được trong sạch của cô ấy. Chẳng qua, cái giá phải trả chính là phong ấn nó cùng với linh hồn. Cậu muốn cô ấy tỉnh lại, nhất định phải hút đi tất cả sát khí trong cơ thể. Cô ta nói thêm, cậu có thể hút từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Dứt lời, giọng nói của Băng Phách biến mất. Dù Diệp Bắc Minh có ép hỏi thế nào, Băng Phách cũng không tiếp tục trả lời. Diệp Bắc Minh đứng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn xuống cô gái đang nằm trong quan tài. Một lát sau, Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi. Dường như anh ta đã đưa ra quyết định nào đó, đại sư tỷ, đắc tội rồi. Chỉ cần chị có thể tỉnh lại, về sau tiểu sư đệ sẽ mặc chị xử lý. Diệp Bắc Minh không do dự nữa. Anh ta tiến lên một bước ôm lấy cơ thể của Lạc Khuynh Thành. Nhắm mắt lại hôn lên đôi môi đỏ mỏng của Lạc Khuynh Thành. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục phàn nàn, chết tiệt. Sau đó ông ta chủ động chặt đứt nhận thức. Khoảnh khắc hai người tiếp xúc. Trước khi anh ta kịp cảm nhận điều gì thì một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ lao ra. Cơ thể của Diệp Bắc Minh chấn động, để mặc cho vô số sát khí điên cuồng xông vào trong cơ thể anh ta. Chúng tập trung lại trong đan điền. Mí mắt Lạc Khuynh Thành run rẩy, đôi mắt đẹp từ từ mở ra. Tiểu sư đệ. Một giây sau. Đôi mắt đẹp của cô ấy mở to, khuôn mặt xinh đẹp cũng lập tức đỏ bừng. Em. Em đã làm gì tôi? Diệp Bắc Minh dùng chân nguyên truyền âm, đại sư tỷ. Sát độc trong cơ thể chị còn chưa hoàn toàn bị loại bỏ, chị đừng nhúc nhích. Hai má của Lạc Khuynh Thành đỏ đến tận mang tai. Ngượng ngùng gật đầu. Cô ấy nâng lên hai tay, ôm chặt lấy cơ thể của Diệp Bắc Minh. Mặc cho tiểu sư đệ xử trí. Lúc này, một lượng lớn sát độc trong cơ thể Lạc Khuynh Thành điên cuồng truyền vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Trong đầu của anh ta hiện ra cảnh tượng máu chảy thành sông. Vô số người từng bị anh ta giết chết xuất hiện trong đầu. Ha 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 ha, Diệp Bắc Minh, cuối cùng thì mày cũng xuống địa ngục rồi sao? Tiểu súc sinh xuống làm bạn với lão phu rồi sao?
Ha 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 ha. Diệp Bắc Minh, mày thật ác độc, vậy mà giết chết cả nhà họ Ô tao. Hãy xuống địa ngục với bọn tao đi. Diệp Bắc Minh, anh thật là lòng dạ độc ác, chẳng phải tôi chỉ mới dùng vớ của anh một lần thôi sao? Những người này hóa thành ác quỷ, điên cuồng lao về phía Diệp Bắc Minh. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh trở nên lạnh lùng, giọng nói vang lên như thần chết, các người khi còn sống cũng không phải đối thủ của tôi, sau khi chết còn muốn quấy nhiễu tâm trí của tôi. Giết! Hét lớn một tiếng, tiến vào giữa hàng triệu ác quỷ. Mà thân thể của anh và Lạc Khuynh Thành đang ôm chặt nhau. Một lúc sau, toàn bộ sát độc trong cơ thể Lạc Khuynh Thành đều bị hấp thu hết. Toàn thân Diệp Bắc Minh hoàn toàn tối đen. Sát độc trải khắp cơ thể. Trên người lần lượt xuất hiện các ma văn, một luồng sức mạnh cường đại đánh bật Lạc Khuynh Thành bay ra ngoài. Sắc mặt Lạc Khuynh Thành thay đổi, tiểu sư đệ, em làm sao vậy? Diệp Bắc Minh mở to hai mắt, con người giống như một hố đen, em muốn trở thành ma. Hú! Tiếng rồng gầm vang vọng khắp cửu tiêu, toàn bộ cấm địa của tộc hỗn độn rung chuyển kịch liệt. Giống như xảy ra một trận động đất khủng khiếp. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cùng lúc đó, bữa tiệc thọ yến ở nhà họ Giang cũng chính là thời điểm đông nhất. Tiếng rồng gầm truyền vào nhà họ Giang, tất cả các khách mời đều kêu lên một tiếng rồi đứng dậy, mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía cấm địa của tộc hỗn độn. Chẳng lẽ là tiểu súc sinh kia sao? Giang Thái Hư vỗ đùi, không được, vật kia trong cấm địa. Bỏ mặt những vị khách qua mặt, ông ta như nổi điên lao về phía cấm địa của tộc hỗn độn. Khi lao đến trước cấm địa, hoàn toàn sợ ngây người trước cảnh tượng trước mặt. Một con huyết long khổng lồ dài 10.000 mét bay lượn trên không của cấm địa. Dưới thiên hỏa, huyết long dường như sống lại từ đống cho tàn. Đây là cái gì? Huyết long, Dư Khải Đông là người đầu tiên lao tới hiện trường, hàm răng suýt chút nữa rớt xuống. Nhậm Kiếm Hành nhanh chóng chạy lại, anh Giang, chẳng lẽ đây chính là bí mật của cấm địa tộc hỗn độn sao? Thẩm Nại Tuyết cau mày, chẳng lẽ có liên quan đến người vừa rồi sao? Vẻ mặt của sư Thái Tĩnh An đầy kinh ngạc, sư huynh, chẳng lẽ là cậu ta? Mí mắt của ông Lão Thiên Khiếm giật giật, nếu thực sự là cậu ta thì chúng ta phiền toái rồi. Loại dị tượng kinh khủng này tuyệt đối không đơn giản. Hai ông cháu nhà họ Mạc đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thân thể mảnh mai của cô gái nhà họ Mạc run rẩy, ông nội, ông còn nhớ lời giáo huấn của tổ tiên nhà họ Mạc không? Huyết long xoay mình, huyền giới đại loạn. Ông lão nhà họ Mạc vội vàng chặn miệng của cô gái lại, tai vách mạch rừng, đừng nói năng lung tung. Cho dù như vậy, vẫn có rất nhiều người có tâm chú ý đến cặp đôi ông cháu này. Dù sao, cô gái thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức khó có thể không chú ý. Huyết long không ngừng gào thét, như thể đang hấp thụ sức mạnh của thiên hỏa. Khí tức càng ngày càng khủng khiếp, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy. Giang Thái Hư nổi trận lôi đình, nhìn chằm chằm ông lão áo lam, đáng chết. Mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông lão áo lam sợ hãi lắc đầu, gia chủ, tôi cũng không biết. Phế vật vô dụng. Giang Thái Hư tát mạnh một cái. Cả người ông lão áo lam nổ tung. Ầm ầm, đột nhiên, một tia sét đẫm máu đáng sợ bùng nổ, đánh thẳng vào nơi sâu nhất của cấm địa. Một giây tiếp theo, bầu trời phía trên toàn bộ cấm địa bị bao phủ dày đặc bởi tia sét đẫm máu. Có hàng ngàn tia sét. Chúng điên cuồng đánh về cùng một phía. Xì. Mọi người ngược lại hít một hơi thật sâu, đây là lôi kiếp. Ánh mắt Nhậm Kiếm Hành tối sầm lại, có người thăng cấp, muốn độ kiếp. Dư Khải Đông quả quyết lắc đầu, làm sao có thể. Loại lôi kiếp kinh khủng như vậy, cho dù là cảnh giới đế cũng không thể tạo nên. Trừ phi là phía trên cảnh giới đế tôn trong truyền thuyết. Đế tôn. Chết tiệt. Mọi người nhìn về phía Giang Thái Hư, ánh mắt không ngừng co lại, anh Giang. Chẳng lẽ có người đang bế quan trong cấm địa nhà họ Giang của các người sao? Giang Thái Hư hơi sửng sốt. Đầu óc nhanh chóng chuyển động. Bối rối, nghi ngờ, kích động. Cuối cùng chợt hiểu ra, ông ta suýt chút nữa nhảy dựng lên, ha ha ha. Tôi nhớ ra rồi.
10.000 năm trước, lão tổ Giang thần của nhà họ Giang chúng tôi đã từng tiến vào cấm địa. Còn nói nếu không đạt được cảnh giới đế tôn thì tuyệt đối sẽ không rời khỏi cấm địa. Chư vị nhìn trình độ lôi kiếp này đi, nó đã vượt xa lôi kiếp của cảnh giới đế, nhất định lão tổ Giang thần của tôi đang độ kiếp. Giang thần. Một vị phong hào thần đế của nhà họ Giang. Nghe nói đã sớm tọa hóa từ lâu, chẳng lẽ còn sống sao? Nhậm Kiếm Hành và Dư Khải Đông liếc nhìn nhau, nếu như lão tổ Giang thần thật sự còn sống. Đối với Huyền Thiên Tông và Thiên Đạo Tông mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mau nhìn xem, trong lôi kiếp có người kêu lên. Trong phút chốc, vô số ánh mắt nhìn về phía trên không của cấm địa. Chỉ thấy, bóng dáng một người đàn ông đứng trên không trung, đắm mình trong sấm sét đẫm máu. Lão tổ, thật sự là lão tổ Giang thần. Ha ha ha, ông trời phù hộ nhà họ Giang của tôi. Giang Thái Hư kích động đến mức cua tay múa chân, khàn cả giọng kêu lên, toàn bộ nhà họ Giang, quỳ xuống nghênh đón lão tổ Giang thần xuất quan. Toàn thể nhà họ Giang, quỳ xuống nghênh đón lão tổ xuất quan. Mấy ngàn người cấp cao của nhà họ Giang lần lượt quỳ bên ngoài cấm địa. Dưới sự dẫn dắt của Giang Thái Hư, thành tâm thành ý quỳ lại 9 lần. Bùm, bùm, bùm. Khi một tia lôi kiếp cuối cùng hạ xuống. Một bóng người bước ra khỏi màn xương máu. Chẳng phải lão tổ Giang thần nào cả. Lại chính là Diệp Bắc Minh chết tiệt. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, mọi người đang quỳ lạy của nhà họ Giang đều sửng sốt. Đây không phải là lão tổ Giang thần. Là tiểu súc sinh kia. Đệt, 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 chúng ta quỳ nhầm người rồi. Sắc mặt của một đám cấp cao nhà họ Giang khó coi, nhanh chóng đứng lên. Trước mặt nhiều khách khứa như vậy, thế mà quỳ nhầm người. Vô cùng mất mặt. Giang Thái Hư xấu hổ muốn chết, sử dụng một thanh trường kiếm chém tới, tiểu súc sinh, mày có chết ngàn lần cũng không đáng tiếc. Sát khí đáng sợ ngưng tụ, điên cuồng chém về phía Diệp Bắc Minh. Cùng lúc đó, ma khí trên người Diệp Bắc Minh chuyển động, huyết quang sau lưng ngập trời. 9 con ma long màu đen xoay quanh cơ thể anh. Sau lưng lại xuất hiện hư ảnh của một con huyết long. Hú! Tiếng rồng gầm vang lên, 9 con ma long màu đen đột nhiên đánh ra. Giang Thái Hư giống như một chiếc thuyền con gặp bão, căn bản không chịu nổi. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, và rơi xuống đất như sao băng, bụi tung mù mị đầy trời. Cái này! Nhậm Kiếm Hành và Dư Khải Đông đều choáng váng. Lực của một chiêu này mạnh đến mức cho dù bọn họ có ra tay thì cũng chưa chắc có thể đón được. Gia chủ. Mọi người trong nhà họ Giang chạy lên đỡ Giang Thái Hư. Giang Thái Hư che ngực dính đầy máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, tiểu súc sinh, mày, rốt cuộc là ai? Diệp Bắc Minh không trả lời. Vào lúc này, hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn độn. A. À. Anh gầm lên một tiếng. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Thiên hỏa trong toàn bộ cấm địa của tộc hỗn độn điên cuồng ngưng tụ về phía Diệp Bắc Minh. Trong khoảnh khắc, mọi thứ đều bị hấp thu vào cơ thể anh. Dư Khải Đông sửng sốt, ông Nhậm, ông có biết xảy ra chuyện gì không? Ánh mắt già nua của Nhậm Kiếm Hành ngưng trọng, lắc đầu. Ông ta cũng không biết. Thẩm Nại Tuyết hít sâu một hơi, anh ta đang hấp thu sức mạnh của thiên hỏa. Cô nói gì? Tất cả mọi người gần như đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Nại Tuyết. Dư Khải Đông nhanh chóng hỏi, Thẩm cô nương, cô biết đang xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Nại Tuyết gật đầu, nhìn thật sâu vào Diệp Bắc Minh giữa không trung, tổ tiên của băng cực cung đã từng lưu lại một bí pháp, có thể hấp thu sức mạnh thuộc tính băng trong băng tuyết. Nhưng đệ tử băng cực cung của chúng tôi cần phải lợi dụng trận pháp và công pháp đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người trực tiếp hấp thu sức mạnh từ thiên hỏa như anh ta. Nhưng, Thẩm Nại Tuyết dừng lại một chút, tiếp tục nói, mọi người có thể thấy rõ sức mạnh thiên hỏa trong cấm địa của tộc hỗn độn đã suy yếu đi rất nhiều. Phần lớn sức mạnh thiên hỏa đều bị người này hấp thu. Lúc đó, mọi người mới phản ứng lại. Nhiệt độ xung quanh quả thực đã giảm đi rất nhiều. Bên trong cấm địa của tộc hỗn độn,
ngọn lửa ban đầu vốn cao hàng chục mét. Lúc này chỉ còn chưa đầy 10 mét. Phần lớn sức mạnh thuộc tính lửa đã biến mất. Chẳng lẽ trên người này có bí pháp có thể hấp thu ngọn lửa sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt khi nhìn về phía Diệp Bắc Minh của rất nhiều người đều đã thay đổi. Phương pháp này lợi hại đến mức mọi người đều đỏ mắt ghen tị. Giang Thái Hư hạ thấp giọng, mau đi bẩm báo lão tổ, nói có một tiểu súc sinh đột nhiên xông vào trong cấm địa. Có thể trên người cậu ta cất giấu một bí mật động trời, xin mời lão tổ ra ngoài, để bọn họ tới đây. Vâng, gia chủ. Thuộc hạ trả lời, kiêng dè liếc nhìn Diệp Bắc Minh trong không trung. Nhanh chóng rời đi. Vào lúc này, sâu trong đan điền của Diệp Bắc Minh có ba ngọn lửa đang đốt cháy hừng hực. Ngọn đầu tiên, phần thiên chi diễm. Ngọn thứ hai, huyền minh lãnh hỏa. Ngọn thứ ba, cửu u lôi hỏa. Ba ngọn dị hỏa điên cuồng bừng cháy. Sức mạnh thiên hỏa mới vừa gia nhập trong cơ thể anh trực tiếp bị ba ngọn dị hỏa chia cắt. Bọn chúng giống như đứa trẻ đang bú sữa mẹ, vô cùng tham lam. Diệp Bắc Minh rất kinh ngạc, tiểu tháp, đây là thế nào? Vừa rồi khi anh trải qua độ kiếp, tất cả sức mạnh trong trời đất đều tập trung về phía cơ thể anh. Vì vậy mới xảy ra cảnh tượng này. Thiên hỏa bên trong cấm địa của tộc hỗn độn đều chủ động ngưng tụ về phía cơ thể anh. Toàn bộ dung nhập vào đan điền, bị ba loại dị hỏa này chia cắt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mỉm cười giải thích, tiểu tử, cậu đã nhặt được của hời rồi. Dị hỏa là ngọn lửa nguyên bản, bọn chúng có thể chiếm đoạt tất cả ngọn lửa dưới dị hỏa trong trời đất. Những thiên hỏa này đối với người tu võ mà nói rất kinh khủng, nhưng đối với dị hỏa mà nói chính là liều thuốc đại bổ. Tăng nhanh tốc độ, hấp thu hết tất cả thiên hỏa, uy lực của dị hỏa sẽ nâng cao hơn một bậc. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, được. Tiếp tục điên cuồng hấp thu thiên hỏa trong cấm địa của tộc hỗn độn. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên, cấm địa trong tộc hỗn độn, ai đặt chân vào đó đều sẽ chết. Người chưa đến nhưng giọng nói đã đến trước. Một giây tiếp theo. Một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng tấn công tới, muốn nghiền nát Diệp Bắc Minh trên không trung. Hú. 9 con ma long màu đen đồng thời gào thét, tiến về phía luồng khí tức đáng sợ kia. Một âm thanh răng rắc vang lên. 9 con ma long màu đen lại đồng thời nổ tung và biến thành ma khí. Ngay cả hư ảnh của huyết long sau lưng Diệp Bắc Minh cũng nổ tung tại chỗ, biến mất trong không khí. Bùm! Diệp Bắc Minh cảm thấy như bị sét đánh, từ trên trời cao rơi xuống, đệt. Chết tiệt! Trong khoảnh khắc anh bị tấn công, ba ngọn dị hỏa ngừng hấp thu sức mạnh thiên hỏa. Khí tức của cảnh giới đế. Đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 74.